Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 757, Tu La Quỷ Mẫu là ai? Hai tiểu thất có chút buồn bực hỏi, ngươi và Tu La Quỷ Mẫu là quan hệ như thế nào? Nam tử than nhẹ một tiếng. Ta không nghĩ nhắc lại thương tâm chuyện cũ, lần này, liền làm chút hiểu biết đi, tiểu thất đạo, nếu như có thể, ta còn là hy vọng ngươi đem sự tình nói ra. Ngươi có thể không biết Tu La Quỷ Mẫu là khái niệm gì, nhưng chôn cất không đại sư hẳn biết, ta cũng biết, ta bây giờ tại Bắc Thiện Tự Đái Phát tu hành, ngươi nếu biết. Vậy càng hẳn là nói cho chúng ta biết, ta cũng tốt nghĩ biện pháp đối phó Tu La Quỷ Mẫu, nghe nói như vậy, nam tử nhưng là lắc đầu một cái, chôn cất không đại sư từ tốn nói. Ta đi vào trước nhìn một chút tình huống bên trong, những chuyện khác, chờ một chút lại nói, tiểu thất hai người trong lòng vô cùng lo lắng, rất muốn biết chân tướng của sự tình. Nhưng là bọn họ làm sao lại không muốn nói đây, trong miệng nhưng là nói, đại sư, vì an toàn, hai chúng ta cùng ngươi cùng nhau đi vào, hai vị tiểu thí chủ, các ngươi theo chúng ta đi vào. Nếu là chết ở Tu La Quỷ Mẫu trong tay, lão nạp liền nghiệp chướng nặng nề rồi, nghe vậy, tiểu thất nhẹ nhàng cười một tiếng, người đại sư này cứ việc yên tâm. Chúng ta tuy nói tạm thời không thể thu thập xuống Tu La Quỷ Mẫu, nhưng nàng muốn giết hai ta cũng không phải đơn giản như vậy, hơn nữa. Ta xem Tu La Quỷ Mẫu cũng không muốn cần phải giết chúng ta, nếu không mà nói, lúc trước chúng ta cũng không thể nhẹ nhàng như vậy liền từ bên trong đi ra A-di-đà Phật nếu là như vậy. Như vậy tùy ta hai người cùng nhau vào đi thôi, đang khi nói chuyện, chôn cất không hòa thượng bước ra bước chân, hướng quán rượu đi tới, tiểu thất rút ra Long Tuyền kiếm, đi theo sát. Tiến vào quán rượu, phòng khách quán rượu một mảnh đen nhánh, nhưng hành lang ánh đèn đã sáng lên, xem ra Tu La Quỷ Mẫu ba cái đã đi rồi, không phải đi, mà là trở lại sau cửa sát. Chôn cất không hòa thượng đi ở đằng trước dẫn đường, quẹo trái quẹo phải tới xuống đất phòng, hắn thấy cửa gỗ khóa hỏng rồi, lẩm bẩm nói. Xem ra đã có người đi vào rồi, tiểu thất hai người hai mắt nhìn nhau một cái, không nói gì, mở ra cửa gỗ, một trận âm phong thổi đi ra, chôn cất không hòa thượng phất phất bàn tay. Âm phong tư tán mà đi, đi tới trước cửa sắt, chôn cất không hòa thượng một chưởng đánh vào khoảng cách cửa sắt ba bước xa mặt đất run lên, cửa sắt vậy mà từ từ đi lên. Tiểu thất trợn mắt ngoác mồm, nguyên lai là có chuyện như vậy, cửa sắt xúc vào phía trên trong vách tường, dương mắt vừa nhìn, còn có một đạo cửa gỗ. Trên cửa gỗ tồn tại một cái vàng óng ánh, vạn chữ tựa hồ còn có kết giới, chỉ bất quá kết giới đã là trăm ngàn chỗ hở tựu tại lúc này, âm khí theo trong kết giới điên cuồng tràn ra. Tiểu thất sách Long Tuyền kiếm, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm phía sau cửa gỗ, như là đã biết rõ chúng ta tới rồi, là làm sao không đi ra gặp, nam tử chậm rãi nói, vừa dứt lời. Cửa gỗ sau đó vang lên một đạo thanh âm lạnh lùng, thấy ta vì sao phải đi ra gặp ngươi, ta sợ hãi đi ra gặp đến ngươi, sẽ nhịn không được giết ngươi, nam tử thở dài, đạo. Là ta không có bảo vệ tốt ngươi và con gái, nhưng cũng là ngươi trước có lỗi với ta, đột nhiên, Tu La Quỷ Mẫu xuất hiện ở cửa gỗ trước, không nói hai lời, trực tiếp động thủ vô tới. Chôn cất không hòa thượng lạnh rên một tiếng, một trưởng vỗ ra, đem Tu La Quỷ Mẫu đẩy lui một bước, không nên quá cản rỡ, con lừa già ngốc là ngươi.
Tu La Quỷ Mẫu thấy chôn cất không lão hòa thượng, cắn răng nghiến lợi nói, là ta. Nam tử cười khổ, nhìn Tu La Quỷ Mẫu, thật xin lỗi, đối mặt với ngày xưa người yêu. Nam tử trong lòng đã không có một chút hận ý, có chỉ là áy náy, hơn 9 năm trước, hắn đi công tác về nhà, phát hiện mình thê tử vậy mà đang cùng một người nam nhân cuốn trên giường. Mà nữ nhi của hắn, đang ở gian phòng của mình ngủ, bất kỳ người đàn ông nào gặp phải loại sự tình này, khẳng định đều là nộ khí bùng nổ, hắn không có, mà là xoay người rời đi. 2 ngày sau mang theo giấy ly dị tìm được thê tử, sau khi ly dị, hắn đem nhà ở cho thê tử, tòa án cũng đem con gái xử cho nàng, nam tử không có một phân tiền, tịnh thân ra nhà, sau đó. Hắn khắp nơi vay mượn tiền, mua quán rượu này, hắn và thê tử vừa ly hôn, thê tử liền cùng một người đàn ông khác kết hôn, đàn ông kia bắt đầu đối với nàng rất tốt, có thể một khoảng thời gian. Đàn ông kia lộ ra nguyên hình, mê cờ bạc thành tánh, đem trong nhà tiền tài thua tinh quang, liền nhà ở cũng thua mất, vợ hắn không đường có thể đi, cũng nghe nói nam tử mua quán rượu. Hơn nữa làm ăn rất tốt, liền dẫn con gái ném tới chạy hắn, có câu nói nhất dạ phu thê bách nhật ân, hắn tự nhiên không thể không thèm chú ý đến, huống chi còn có nữ nhi mình tại. An bài căn phòng cho hai mẹ con ở lại, không có qua mấy ngày, đàn ông kia tìm đến, đối với hắn vợ trước chính là một trận đấm đá. Nguyên lai, hắn hướng người khác mượn lãi suất cao, nếu là đổi không được, sẽ dùng mạng hắn đổi, nữ tử đến tìm chồng trước cũng là hắn kêu, mục tiêu chính là tới đòi tiền, nam tử đánh mệt mỏi. Liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi, hắn vợ trước ôm con gái đứng ở góc tường, thương tâm khóc, ai biết, ở buổi tối thời điểm, mượn lãi suất cao người tìm đến, nam tử sợ hãi. Lại vừa là đối với vợ mình hành hung một trận, xoay đánh thời điểm, vậy mà đem vợ mình bóp chết, hắn phát điên đem nữ tử ném xuống lầu, hắn sợ hãi sự tình bại lộ, vậy mà móc hết cô bé ánh mắt. Còn dùng cái gạt tàn thuốc miễn cưỡng đập gãy cô bé đầu lưỡi, sau đó, cô bé cũng khó thoát khỏi cái chết, hắn ôm cô bé theo cửa sổ nhảy xuống, sau khi rơi xuống đất. Bị một chiếc xe cán gãy hai chân, khi người đàn ông biết rõ mình vợ trước cùng con gái chết thảm sau đó, cực kỳ bi thương, trong lòng của hắn đối với mình vợ trước không có bao nhiêu cảm tình. Nhưng chết còn có nữ nhi mình, chết yểu người, tất thành lệ quỷ, nhưng mà, làm cho đàn ông không nghĩ đến là, vợ trước biến thành lệ quỷ. Hơn nữa đem hết thảy sai lầm đều nhớ đến trên đầu của hắn, nếu không phải trên người hắn có bùa hộ mạng, chỉ sợ cũng mệnh tang hoàng tuyền, sau đó chôn cất không đại sư đi tới nơi này, khi đó. Nữ tử đã thành khí hậu, không chỉ có như thế, nàng thi thể cũng xảy ra thi biến, giết chết nhà tang lễ người, không biết tung tích. Chôn cất không đại sư cùng mình sư đệ liên thủ trấn áp nàng thi thể, bày pháp trận, muốn tìm được nữ tử hồn phách nhất cử diệt, nhưng đợi 7 ngày, vẫn không thấy nữ tử hồn phách tới, cuối cùng. Chỉ có thể tại chỗ bày trận pháp, trấn áp nữ tử thi thể, nào ngờ, ban đầu lưu lại nữ tử thi thể, chính là một cái sai lầm lớn, để cho nàng có cơ hội thi hồn hợp nhất, nhanh hơn tăng cao tu vi. Tu La Quỷ Mẫu ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nam tử, thật xin lỗi, bây giờ nói xin lỗi hữu dụng không, nam tử ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Ban đầu là ngươi trước có lỗi với ta, đúng là ta có lỗi với ngươi, có thể ngươi tại sao không cho ta mượn tiền, ngươi nếu là cho ta mượn tiền, ta cũng sẽ không chết. Con gái cũng sẽ không chết, tiểu thất nghe không nổi nữa, cười lạnh nói, chết không suy nghĩ một chút chính mình nguyên nhân, ngược lại trách tội người khác, ngươi câm miệng cho ta, hừ. Tiểu thất lạnh rên một tiếng, ngươi đừng tưởng rằng mình là Tu La Quỷ Mẫu ta liền sợ hãi. So với ngươi càng thêm lợi hại tiểu gia đều đối phó qua oán khí tại Tu La Quỷ Mẫu quanh thân thành xoay chuyển, chôn cất không đại sư chắp hai tay, A-di-đà Phật. Trên trời thiên hạ tiếc rằng Phật thập phương thế giới cũng vô cùng, thế gian sở hữu ta toàn bộ gặp hết thảy không có như Phật người, Phật âm lang lành, xua tan oán khí.
Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 758, sau cửa sắt Tiểu Thất trong lòng âm thầm khiếp sợ, chôn cất Không Lão Hòa Thượng tu vi thật đặc biệt cao cường. Khó trách dám mang theo một cái đối mặt tu la quỷ mẫu căn bản không có chống đỡ lực nam tử tới nơi này, bất quá Tiểu Thất như cũ nhìn không tốt hắn có thể đối phó tu la quỷ mẫu. Tiểu Thất liên thủ với Trầm Quân Giật nhất định tại chôn cất Không Hòa Thượng bên trên, bọn họ cộng thêm một giới sắc hòa thượng đều không nắm chặt, thật sự không dám đi tin tưởng. Chôn cất Không Hòa Thượng một người có thể đối phó tu la quỷ mẫu, chôn cất Không Hòa Thượng danh tự này cũng rất kỳ quái, có thể cùng bên này tập tục có liên quan đi. Chôn cất Không Hòa Thượng cùng tu la quỷ mẫu đối mắt phút chốc, tu la quỷ mẫu vung bàn tay lên, oán khí khuếch tán, che kín mấy người tầm mắt, nàng cũng biến mất không thấy gì nữa, thấy vậy. Tiểu Thất nhẹ giọng nói, đại sư, chúng ta có thể vào xem một chút à? Chôn cất Không Hòa Thượng lắc đầu một cái, hiện giờ không phải lúc, bất quá cũng sắp tiếp qua 3 ngày. Chính là nàng chôn ở chỗ này năm thứ 8, cũng là trận pháp biến mất thời điểm. Tiểu Thất nhướng mày một cái, chúng ta rất không minh bạch. Tại sao phải chờ trận pháp biến mất mới có thể đi vào, Phật viết, không thể nói, Tiểu Thất đảo cặp mắt trắng dã, hòa thượng đều là như vậy vết mực dài dòng, ngay sau đó nói, đã như vậy. Chúng ta đây liền không ở nơi này phụng bồi đại sư, đi trước, nếu không chúng ta đồng bạn nên nóng nảy. Tiểu Thất hai người sau khi rời đi, nam tử nhẹ giọng nói, sư phụ. Người tại sao không nói cho bọn hắn biết, chôn cất Không Hòa Thượng chậm rãi nói, mới vừa rồi hai vị này tuổi còn trẻ, nhưng tu vi cao cường, nếu như ta đem sự tình nói ra. Bọn họ nhất định càng hiếu kỳ hơn, nói không chừng không để ý ta ngăn trở gắng phải đi vào, bọn họ đi vào bất chính hảo sao, nam tử nghi ngờ nói. Bọn họ khả năng cũng sẽ lén lén lút lút vào đi thôi, tình huống không giống nhau, chôn cất Không Hòa Thượng trầm mặc một chút nói, chúng ta đi cứu người quán rượu đi, 3 ngày sau. Giải quyết xong hết thảy ân oán, bên kia Tiểu Thất cùng Trầm Quân Giật đang ở quán rượu phòng khách hành lang đem những thứ kia hôn mê người đánh thức, ước chừng bỏ ra hơn nửa canh giờ. Kiểm tra quán rượu, phát hiện đã không người, hai người lúc này mới ra quán rượu, gọi điện thoại hỏi rõ Chu Giai Hào bọn họ ở nơi nào, rất nhanh chạy tới, đi tới quán rượu. Chu Giai Hào bọn họ đều còn ở đại sảnh chờ, những người khác mà nói, cũng chỉ còn dư lại Bán Ca một cái, thấy Tiểu Thất cùng Trầm Quân Giật bình yên vô sự trở lại, bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Bán Ca run lấy một thân thịt béo đi lên, cười híp mắt nói, huynh đệ, tối hôm nay đa tạ các ngươi cứu giúp rồi, bằng không, ta nuôi nhiều năm như vậy một thân béo. Liền muốn rơi vào quỷ nữ trong miệng rồi, Tiểu Thất cười một tiếng, không việc gì, Bán Ca, ngươi chính là đi nhanh nghỉ ngơi đi, tốt, Bán Ca gật đầu một cái, hiếu kỳ hỏi, huynh đệ. Các ngươi có thể hay không giết chết quỷ nữ, ngươi rất muốn biết, không phải, quỷ nữ không chết, ta cũng không dám đến gần nhà kia quán rượu, ta xe vẫn còn quán rượu bãi đậu xe. Dù sao cũng phải đem xe lái đi đi, đợi thêm mấy ngày đi, thật tốt, Bán Ca mặt béo phì hiện lên một nụ cười, sau đó xoay người lên lầu đi ngủ, Tiểu Thất bọn họ cũng lên lầu, đi phòng ngủ. Rằng có một đêm, cũng mệt mỏi, hôm sau, đoàn người ngồi chung một chỗ, Tiểu Thất đem tối hôm qua chỗ nghe được sự tình nói cho giới sắc hòa thượng bọn họ, cuối cùng. Mấy người vẫn là quyết định đi tìm tòi kết quả, mấy người đi tới ngoài cửa sắt mặt bày trận pháp sau đó, Tiểu Thất học chôn cất Không Hòa Thượng phương pháp. Hướng về phía khoảng cách cửa sắt 3 bước xa địa phương tàn nhẫn chụp một chưởng, sau đó cửa sắt chậm rãi dâng lên, mọi người định thần nhìn lại, trên cửa gỗ nhiều hơn mấy hàng kim sắc chữ nhỏ. Giới sắc hòa thượng nhìn một hồi, đạo, đây là Phật môn tối cao nguyền rủa, có tác dụng gì, trấn áp tà linh pháp chú, nghe nói như vậy, Chu Giai Hào đạo, tiểu sư điệt. Còn đi vào sao, Tiểu Thất không nói gì, mà là dùng hành động thực tế trả lời, đưa tay đẩy một hồi cửa gỗ, phát hiện cửa phòng là từ bên trong khóa lại, lập tức cũng không có gì hay cố kỵ. Một cước đá tung cửa ra, hít sâu một hơi, đi vào, dùng chiếu đèn pin một cái, tại chỗ kinh hãi, trong này lại có 3 tòa mộ phần, đây là một cái hoàn toàn bịt kín địa phương.
Âm khí cũng không thể coi là nhiều nồng. Âm khí cũng không thể coi là nhiều nồng, chính giữa ba tòa mộ phần, trước mộ phần các bày đặt một cái vòng hoa, trên đất rải không ít tiền giấy, Tiểu Thất đi về phía trước mấy bước. Trên chân bị gì đó vấp phải, cúi đầu vừa nhìn, là dây đỏ. Ánh sáng đèn pin dọc theo dây đỏ chiếu đi, dây đỏ rắc rối phức tạp, dây dưa tại ba tòa mộ phần lên, đi vào vừa nhìn, phát hiện ba cái vòng hoa trung gian đều có một khối không đại ngọc đá. Ba cái vòng hoa lấy một loại kỳ quái phương thức để Tiểu Thất nhẹ nhàng nhúc nhích một chút một người trong đó vòng hoa, lúc này. Trung gian ngọc thạch bắn ra một đạo lục quang đến một cái khác vòng hoa trên ngọc thạch như thế qua lại, lục quang càng ngày càng sáng chói, trong lúc bất chợt. Hướng về phía Tiểu Thất nổ bắn ra mà tới, lập tức cả kinh, vội vàng vận chuyển linh lực ngăn cản, phanh một tiếng, lục quang nổ bắn ra tại Tiểu Thất ngực ngưng tụ linh lực lúc này giải tán. Thân hình bị lực lượng cường đại trùng kích không ngừng lui về phía sau, sau lưng giới sắc hòa thượng vội vàng vận khí chống giữ Tiểu Thất sau lưng, hít sâu một hơi. Một lần nữa đánh coi này khép kín không gian, xem ra vòng hoa không phải dùng để tế điện người chết, mà là nào đó pháp trận cần đồ vật này pháp trận cũng thật là lợi hại. Vậy mà một đòn liền đánh tan chính mình ngưng tụ linh lực, giới sắc hòa thượng nói, đây chính là cái kia chôn cất không hòa thượng ý kiến trận chứ, hẳn là, bất quá. Ta càng xem càng cảm thấy này ba tòa mộ phần chính là tam trụ hương, Chu Giai Hào cau mày nói, nghe hắn vừa nói như thế, đại gia cẩn thận ngắm một hồi, thật đúng là rất giống ba trụ hương dài. Tu La Quỷ Mẫu đây, Tiểu Thất nhướng mày một cái, nếu đây là tam trụ hương, như vậy phía sau có thể hay không còn có đồ vật. Tiểu Thất tránh trận pháp chỗ mấu chốt, hướng mộ phần phía sau đi tới. Thấy vậy, Chu Giai Hào bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, cũng đi theo Tiểu Thất đi tới, quả nhiên, tại ba tòa mộ phần phía sau có một cái lún vào mặt đất một nửa quan tài. Quan tài chính là bình thường màu đen nước sơn quan, bất quá trên nắp quan tài mặt chạm trổ rất nhiều phạm văn, Tiểu Thất nhẹ giọng hô, hòa thượng. Người qua đây nhận thức một hồi những thứ này phạm văn, giới sắc hòa thượng đi tới trước, nhìn kỹ trên quan tài phạm văn, một bên nhìn trong miệng một bên phiên dịch ra Thế Tôn cũng như vậy. Đắc đạo tới quá mức gần, là chư Bồ Tát đạo, chỉ cố khó khăn vấn đáp, kỳ tâm không sợ hãi, phía trước là Phật môn đại thừa kinh Phật. Phía sau tựa hồ là giới thiệu trong quan tài người, há trong quan tài là người nào, Bác Thiện Tự một vị cao tăng, bỏ qua chính mình hồn phách. Lấy thân thể trấn áp Tu La Quỷ Mẫu thi thể, nghe vậy, Tiểu Thất nói tiếp, có thời gian hay không, có, 4 năm trước. Người nói mấy năm trước, giới sắc hòa thượng ngẩng đầu nhìn Tiểu Thất một chữ một cái nói, 4 năm trước Tiểu Thất lẩm bẩm nói. Chôn cất không lão hòa thượng nói bọn họ bày pháp trận trấn áp Tu La Quỷ Mẫu thi thể sau, sẽ thấy cũng không đạt tới án hắn nói suy tính, hẳn là tại Tu La Quỷ Mẫu sau khi chết không lâu. Nói cách khác ít nhất hơn 7 năm rồi, rời thời gian 8 năm cũng bất quá liền mấy ngày, nhưng cái này quan tài ghi lại nhưng là nói 4 năm trước sự tình, Trầm Quân giật đạo. Chẳng lẽ chôn cất không lão hòa thượng gạt chúng ta, Tiểu Thất chỉ quan tài, chậm rãi nói, ta cảm giác được trong quan tài người.
là chôn cất không lão hòa thượng không để cho chúng ta đi vào mấu chốt kia, này trong quan tài rốt cuộc là gì đó, không phải Bác Thiện Tự cao tăng. Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh chương 759, âm khí che trời. Tiểu Thất lắc đầu một cái, người nào xác định bên trong là không phải Bác Thiện Tự cao tăng, chúng ta lại không tận mắt thấy qua, nếu như vậy. Muốn không nên mở ra nhìn một chút. Tiểu Thất trong lòng mặc dù cũng hết sức tò mò, nhưng nơi này dù sao cũng là Tu La Quỷ Mẫu Ổ, nguy cơ tứ phía, thật ra thì... Tại chôn cất không lão hòa thượng tới về sau, bọn họ vốn có thể chuồn mất, chỉ bất quá, bọn họ đều không phải là người như thế, hơn nữa. Tu La Quỷ Mẫu về sau nhất định là Hậu Khanh bọn họ chỗ mời chào đối tượng, cần phải đưa nàng diệt trừ. Chu Giai Hào gãi đầu một cái, tiếp tục nói, chúng ta không nhìn trong quan tài là ai. Bằng không đào ra này ba tòa mộ phần nhìn một chút. Tiểu Thất liếc hắn một cái, đạo, loại này táng tận lương tâm chuyện ta cũng không làm, phải đào ngươi tới. Cho dù Tu La Quỷ Mẫu tìm tới cửa báo thù, cũng tìm ngươi, không biết tìm chúng ta. Chu Giai Hào khinh bỉ nhìn Tiểu Thất liếc mắt, đạo, ta nói cách khác nói. Các ngươi còn tưởng là thật đúng không, ai biết ngươi nói là nói láo hay là thật mà nói, quan tài không có thể mở, mộ phần không thể đào. Vậy chúng ta bây giờ làm gì? Chu Giai Hào lời này coi như là hỏi điểm chủ yếu rồi, giới sắc hòa thượng mấy cái cũng là nhìn Tiểu Thất nghe vậy, Tiểu Thất nhẹ giọng nói. Chúng ta vốn chính là muốn nhìn một chút phía sau cửa sắt là cái gì đồ vật, bây giờ mục tiêu đạt tới, liền mau rời đi nơi này, bất quá cũng không thể cứ như vậy tay không rời đi. Thế nào cũng phải bày mấy cái trận pháp. Chu Giai Hào cười đều một tiếng, tiểu sư điệt ngươi là muốn âm Tu La Quỷ Mẫu một cái, không sai, được rồi, bắt đầu hành động. Một người bố trí một cái trận pháp, nhất định phải đả kích trận pháp, chờ Tu La Quỷ Mẫu các nàng trở lại, nhất định sẽ không tốt lắm. Nói xong, mấy người hành động, tránh nguyên lai pháp trận. Cẩn thận từng ly từng tí bố trí, 5 cái trận pháp, cộng thêm nguyên lai pháp trận chính là 6 cái. Tu La Quỷ Mẫu thực lực có mạnh hơn nữa, tin tưởng cũng sẽ không tốt lắm. Trận pháp bố trí xong, 5 người cẩn thận từng ly từng tí ra ngoài, giới sắc hòa thượng trả lại như cũ trên cửa gỗ phong ấn, hết thảy trở về nguyên dạng, lén lén lút lút đi ra quán rượu. Trở lại hạ tháp quán rượu, cũng không thấy Mã Tiểu Tiểu cùng Trần Thần hai người, gọi điện thoại vừa hỏi, nguyên lai là bán ca mang bọn hắn đi dạo phố. Tiểu Thất cũng không nói gì. Nói cho bọn hắn biết mấy người tại nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, hết thảy cẩn thận. Chu Giai Hào uống một ly nước, hỏi, mới vừa rồi chúng ta đi tại sao cũng chưa có đụng phải Tu La Quỷ Mẫu. Nàng đã chạy đi đâu? Tiểu Thất hướng về phía hắn nhún vai một cái, ai biết được, ta biết ngươi không biết, vậy ngươi còn hỏi. Tiểu Thất trực tiếp cắt đứt Chu Giai Hào mà nói. Hắn bĩu môi, dựa theo lời ngươi nói, Bác Thiện Tự cao tăng liên thủ bày pháp trận, hẳn là tại 2 ngày về sau mất đi hiệu lực, một khi Tu La Quỷ Mẫu thi hồn hợp nhất, khẳng định rất khó đối phó. Chúng ta muốn không nên ra tay giúp một hồi chôn cất không lão hòa thượng, giúp nhất định là phải giúp, chỉ là giúp thế nào chúng ta được thương lượng một chút, thương lượng gì đó. Trực tiếp xuất thủ không được sao? Tiểu Thất lắc đầu một cái, Tu La Quỷ Mẫu thực lực bây giờ đã rất mạnh rồi, thì hồn hợp nhất nhất định càng thêm lợi hại, chớ đừng nói chi là... Còn có cô bé kia cùng với nửa tàn phế nam tử, thật ra thì ta luôn muốn tiên hạ thủ vi cường, không cho Tu La Quỷ Mẫu thi hồn hợp nhất cơ hội, chúng ta cũng minh bạch. Kềm chế cô bé cùng với nửa tàn phế nam tử có thể, nhưng người nào có nắm chắc tiêu diệt Tu La Quỷ Mẫu? Tiểu Thất nhìn vòng quanh mọi người, nói, tìm chôn cất không lão hòa thượng hỗ trợ. Ta quyết định không đợi được pháp trận mất hiệu lực, bằng không, không chừng còn có thể ra gì đó yêu thiêu thân, chỉ cần có thể kềm chế cô bé cùng nửa tàn phế nam tử, ta tin tưởng. Ta cùng chôn cất không lão hòa thượng liên thủ, mới có thể tiêu diệt Tu La Quỷ Mẫu. Đại gia hỏa chậm rãi gật đầu, Trầm Quân giật đạo, ta cùng đại sư người trước một người trong đó đều có thể.
nhưng còn lại cái kia, hắn lời còn chưa dứt, mấy người cũng minh bạch trong đó ý tứ, Chu Giai Hào Hứa Chính Dương cho dù cộng thêm Mã Tiểu Tiểu ba người muốn kềm chế một người trong đó. Vẫn còn có chút khó khăn, Tiểu Thất gật đầu một cái, suy nghĩ một chút, nói, có thể mà nói, dùng trận pháp vây khốn một người trong đó. Các ngươi liên thủ đối phó một cái khác, cái này đi, Bảo Bảo ngó giáo giác chui ra, nhảy đến Tiểu Thất trong ngực, Tiểu Tử vung tay nhỏ nói, ca ca. Bảo Bảo có thể giúp ngươi, Tiểu Thất sờ một cái Bảo Bảo, nhẹ giọng nói, Bảo Bảo, chúng ta đối phó thật là lợi hại yêu ma quỷ quái, ngươi không đánh lại, Tiểu Tử không vui. Chu cái miệng nhỏ nhắn hét lên, Bảo Bảo đánh thắng được. Tiểu Thất sụ mặt đạo, Bảo Bảo, ngươi nếu là lại nói bậy, ca ca liền đánh cái mông ngươi rồi, Bảo Bảo nghe nói như vậy, chui vào trong bao vải, lộ ra đầu, ca ca xấu. Bảo Bảo muốn cho lão gia gia đánh ngươi, nghe nói như vậy, Tiểu Thất ánh mắt sáng lên, Bảo Bảo, ngươi có thế để cho lão gia gia kia xuất thủ, hừ, lão gia gia nói, hắn sẽ bảo vệ Bảo Bảo. Tiểu Thất cười một tiếng, nếu là bất tử quỷ sát nguyện ý xuất thủ, tình huống liền rất khác nhau rồi, thực lực của hắn mặc dù còn chưa khôi phục lại đỉnh phong. Nhưng đối với Tu La quỷ mẫu nhất định rất có hứng thú, tuy nói Tiểu Thất rất muốn để cho Uyển Nhi hút xuống Tu La quỷ mẫu, mà dù sao thực lực sai biệt quá lớn, sờ một cái Bảo Bảo, nhẹ giọng nói. Bảo Bảo, ca ca cho ngươi hỗ trợ, thật sao, Tiểu Tử không quá tin tưởng, thật hư, Bảo Bảo không tin ca ca lời nói xong, Tiểu Tử rúc vào trong bao vải. Tiểu Thất lúng túng gãi đầu một cái, có chút hàng không được tên Tiểu Tử này, ho nhẹ hai tiếng, đạo. Hôm nay vào đêm về sau hành động, không tìm chôn cất không lão hòa thượng rồi sao, không dùng, chúng ta đánh nhau, hắn tự nhiên sẽ xuất hiện, sự tình thương lượng xong về sau. Tiểu Thất đem mấy người đuổi ra khỏi căn phòng, một người ngồi ở trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần, bất chi bất giác Tiểu Thất ngủ thiếp đi, trong mơ mơ màng màng, điện thoại vang lên. Lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, là Trần Thần gọi điện thoại tới, hắn để cho Tiểu Thất nhìn một chút bên ngoài, Tiểu Thất bắt đầu có chút chẳng biết tại sao, có thể mở cửa sổ ra sau đó. Một trận âm gió thổi vào, để cho hắn cả người rung một cái, âm khí, Tiểu Thất trong lòng hơi hồi hộp một chút, mang khá lắm lao ra khỏi phòng, gõ Chu Giai Hào bọn họ căn phòng. Mấy người cũng là ngủ mơ mơ màng màng, phát hiện Tiểu Thất sắc mặt không tốt lắm, Chu Giai Hào nghi ngờ nói, Tiểu Sư Điệt, xảy ra chuyện gì, âm khí che trời, âm khí che trời. Người không có làm ta sợ môn, Tiểu Thất cũng lười giải thích, chính mình đi xem, bốn người vào phòng, không tới 10 giây đồng hồ, thật nhanh vọt ra, sắc mặt ngưng trọng nói. Thật là âm khí che trời, chẳng lẽ Tu La quỷ mẫu thi hồn hợp nhất, không rõ ràng, nhanh đi nhìn một chút, nếu không thì xảy ra đại sự, mấy người thang máy đều không ngồi. Trực tiếp từ thang lầu thật nhanh vọt tới dưới lầu, đường lớn lấp kín được nước chảy không lọt, kèn tiếng điếc tai nhức óc xuyên qua đường xe chạy thẳng tới xảy ra chuyện quán rượu mà đi. Bước vào quán rượu, mấy người phát hiện nơi này âm khí nồng nặc đáng sợ, đi ở âm khí chung, cũng cảm giác qua lại tại băng thiên tuyết địa, chuyện này khẳng định cùng Tu La quỷ mẫu có liên quan. Rất nhanh tới xuống đất phòng, phát hiện chôn cất không lão hòa thượng cùng Tu La quỷ mẫu chồng trước đang đứng tại trước cửa sắt, Tiểu Thất đi nhanh tiến lên, đạo đại sư. Tình huống bên ngoài ngươi biết không, chôn cất không lão hòa thượng gật đầu một cái, âm khí che trời, không nghĩ tới nàng vậy mà đã thi hồn hợp nhất. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 760, trong quan thi, gì đó, Tu La quỷ mẫu đã thi hồn hợp nhất, Tiểu Thất cả kinh nói, bọn họ vốn là dự định tối nay tới đối phó Tu La quỷ mẫu. Không nghĩ đến Tu La quỷ mẫu tổ tiên một nước, đã thi hồn hợp nhất, trực tiếp đánh trở tay không kịp, Tiểu Thất khó chịu nhìn chôn cất không hòa thượng liếc mắt. Nếu như hắn ngày hôm qua nguyện ý cùng chính mình mấy người liên thủ, cục diện cũng sẽ không biến hóa bết bát như thế, bây giờ được rồi, Tu La quỷ mẫu đã thi hồn hợp nhất.
thực lực khẳng định tăng vọt rất nhiều. Chuông Cất Không Hòa Thượng thở dài, lẩm bẩm nói, A Di Đà Phật, lão nạp thất sách, đại sư, bây giờ không phải là tự trách thời điểm. Vẫn là nghĩ một chút biện pháp đối phó Tu La Quỷ Mẫu đi, nàng như là đã thi hồn hợp nhất, cho dù chúng ta liên thủ, cũng không nhất định là nàng đối thủ, cho nên. Còn hy vọng đại sư thông báo Bắc Thiện Tự cao tăng tới, nghe nói như vậy, Chôn Cất Không Hòa Thượng nói ra một cái để cho tiểu thất bọn họ từ bỏ ý định tin tức nguyên lai. Bắc Thiện Tự tại mấy ngày trước cũng gặp yêu ma quỷ quái tập kích, Phật Pháp cao thâm hòa thượng cơ hồ đều bị giết, mà nay, Bắc Thiện Tự có thể nói là một tòa không tự. Những thứ kia không có chết đi hòa thượng, cũng rối rít rời đi miếu, chỉ để lại chính hắn cùng bên người đệ tử tiểu thất bất đắc dĩ nha, thật là liên tiếp gặp tai nạn. Chôn Cất Không Hòa Thượng mở cửa sắt ra, rất dễ dàng đẩy cửa gỗ ra, sau đó, hắn quay đầu nhìn tiểu thất mấy người liếc mắt đi vào, Chôn Cất Không Hòa Thượng quét nhìn một vòng. Ánh mắt rơi vào ở chính giữa trên mộ, lầm bầm lầu bầu nói, nguyên lai nàng thi thể đã sớm không ở nơi này rồi, tiểu thất bọn họ nhìn vào bên trong. Phát hiện nơi này còn là cùng nguyên lai giống nhau, chỉ có nhàn nhạt âm khí, kia che thiên âm khí là từ nơi nào tới, Chôn Cất Không Hòa Thượng đánh ra hai trường. Trừ trung gian tòa kia mộ phần, bên cạnh hai tòa mộ phần trực tiếp nổ tung, lộ ra hai cái gỗ đỏ quan tài, hắn tránh pháp trận, đi nhanh đến quan tài bên cạnh, không nói hai lời. Đem quan tài chấn động nát bấy, nhìn trong quan tài bạch cốt, Chôn Cất Không Hòa Thượng thở dài nhẹ nhõm, hắn lo lắng nhất sự tình, thật may không có phát sinh. Tiểu thất bọn họ ngay tại phía sau, nhìn Chôn Cất Không Hòa Thượng biểu diễn, hắn chuyển tới màu đen quan tài bên cạnh, quan sát tỉ mỉ một hồi, ngay sau đó ngẩng đầu lên nói, A-di-đà-phật. Không biết vị đạo hữu kia nguyện ý giúp lão nạp mở ra cái này quan tài, Chu Giai Hào nửa đùa nửa thật đạo, người một trưởng đi xuống liền mở ra tuyệt đối không thể. Chôn Cất Không lão hòa thượng vội vàng nói, hắn lần này ngôn ngữ, ngược lại đem tiểu thất mấy người làm hồ đồ, Tu La Quỷ Mẫu đều đã thi hồn hợp nhất, chẳng lẽ trong quan tài còn có tà vật. Tiểu thất xung phong nhận việc đi lên trước, đưa ra một cái tay, bao trùm tại trên quan tài, dùng linh lực cảm giác, nhất thời cảm giác xúc tu lạnh như băng, đột nhiên cả kinh. Này quan tài xem ra là dùng âm trầm mộc chi loại âm mộc chế tạo, hoàn toàn cô lập bên trong khí tức, xem ra trong quan tài đồ vật không bình thường a, tiểu thất không có tùy tiện mở quan tài. Quay đầu nhìn Chôn Cất Không Hòa Thượng đạo, đại sư ta muốn hỏi một chút, cái này quan tài là dùng gì đó chế tạo, âm trầm gỗ cùng gỗ đàn hương, tiểu thất gật đầu một cái. Xoay người lại tại ván quan tài lên tàn nhẫn chụp vài cái, đinh thép bắn ra ngoài, ngay sau đó bài quan tài một góc hướng một bên đẩy đi, nắp quan tài rơi xuống đất cúi đầu nhìn thấy. Phát hiện còn có một cái quan tài, đang muốn chuẩn bị động thủ đem bên trong quan tài mở ra, Chôn Cất Không Hòa Thượng lại đột nhiên nói, ta tới đi, tiểu thất không nói gì. Mà là thối lui đến một bên, Chôn Cất Không Hòa Thượng không có lập tức mở quan tài, mà là xuất ra 7 chén hoa sen đèn, bày ra tại quan tài ngay phía trên, thắp sáng hoa sen đèn. Xếp bằng ngồi dưới đất, trong miệng không ngừng niệm lấy kinh Phật, tiểu thất đối với giới sắc hòa thượng vẫy vẫy tay, để cho hắn tới nghe một chút Chôn Cất Không lão hòa thượng đọc là cái gì. Giới sắc hòa thượng nghe trong chốc lát nói cho tiểu thất, hắn đọc phải trả là Phật môn tối cao nguyền rủa, mấy phút sau, quan tài đột nhiên chấn động, còn vang lên mấy tiếng như dã thú gầm nhẹ. Tiểu thất nhướng mày một cái, trong quan tài là cương thi, tiểu thất nắm chặt long tuyền kiếm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chấn động quan tài, đột nhiên. Trên nắp quan tài xuất hiện rậm rạp chằng chịt lỗ nhỏ, từng đạo kim quang từ bên trong bắn đi ra, tại giữa không trung hội tụ thành một bức tranh họa, mấy người định thần nhìn lại. Cảm thấy hình vẽ rất giống quán rượu này bản vẽ mặt phẳng, tại hình vẽ một xó xỉnh, có ba cái điểm đen lóe lên, Chôn Cất Không lão hòa thượng lẩm bẩm nói, nguyên lai giấu ở nơi nào. Khó trách lão nạp không cách nào tìm tới.
hắn đứng dậy, nhìn đã thủng trăm ngàn lỗ nắp quan tài, một chưởng vỗ xuống, nắp quan tài nát bấy, lộ ra trong quan tài hình dáng, đại gia đưa đầu vừa nhìn, nhất thời ngây dại, trong quan tài. Lại là một cái hòa thượng, hơn nữa, hòa thượng này cùng chôn cất không lão hòa thượng giống nhau như đúc, liền lưu chòm râu đều là một cái tạo hình. Tiểu thất bọn họ ánh mắt tại chôn cất không lão hòa thượng cùng trong quan thi ở giữa quanh quẩn, chôn cất không hòa thượng không để ý đến tiểu thất bọn họ tràn đầy nghi ngờ ánh mắt. Hắn một mực nhìn trong quan tài thi thể, phút chốc chôn cất không lão hòa thượng muốn đưa tay sờ một cái thi thể, kết quả cỗ thi thể này đột nhiên uốn éo. Hơn nữa phát ra cực kỳ đáng sợ tiếng gầm gừ, quan tài cũng chấn động, cùng lúc trước giống nhau như đúc, chôn cất không hòa thượng mặt không đổi sắc đưa tay mò tới thi thể. Hắn giống như sờ cốt bình thường theo trên hướng xuống đem thi thể sờ một lần, khi hắn đứng thẳng người lúc thở dài nhẹ nhõm, tiểu thất có thể nghe ra đây là như chút được gánh nặng cảm giác. Ngay sau đó nhẹ giọng nói, đại sư, ngươi có thể giải thích một chút sao, chôn cất không hòa thượng chậm rãi nói, hắn là sư đệ ta, người sư đệ, không sai. Năm đó vì trấn áp tu la quỷ mấu bọn họ thi thể, sư đệ lấy chính mình coi như trong pháp trận then chốt, lấy âm trầm gỗ cùng gỗ đàn hương làm quan tài, dựa vào Phật môn pháp chú. Pháp trận không phá, linh hồn hắn không tiêu tan, thân thể bất hủ, pháp trận mặc dù không có xấu, nhưng tu la quỷ mẫu thi thể đã không ở nơi này, vì vậy, ta cũng chỉ có thể mở quan tài. Để cho sư đệ đi ra, hắn còn chưa có chết, chết, bất quá, hồn phách vẫn còn ở đó, ta làm pháp thuật, linh hồn hắn có thể ngắn ngủi làm chủ thân thể. Cũng có thể giúp ta chờ một chút sức lực, tiểu thất nhíu mày, đây chính là trong Phật giáo người cái gọi là lòng dạ từ bi, không chịu hoàn toàn tiêu diệt tu la quỷ mẫu thi thể. Ngược lại lấy chính mình là trong pháp trận then chốt, dùng cái này tới trấn áp, nhưng mà, làm như vậy ở trong mắt tiểu thất chính là tự mình chuốc lấy cực khổ, gì đó lòng dạ từ bi. Gì đó ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đều là giả, nếu là ban đầu đem tu la quỷ mẫu thi thể hủy diệt nơi nào có hôm nay sự tình. Chôn cất không hòa thượng theo thêu bào trung xuất ra một cái bạch ngọc bình, mở ra nắp bình, một luồng hư ảnh bay ra, đứng ở chôn cất không hòa thượng bên người, chợt nhìn một cái. Nhất định chính là hai cái chôn cất không hòa thượng, sư huynh, hắn hướng về phía chôn cất không hòa thượng hành lễ, ánh mắt quét một vòng, nhẹ giọng nói. Xem ra nàng đã tránh thoát pháp trận rồi, ai, không chỉ có như thế, cũng đã thi hồn hợp nhất, chôn cất không hòa thượng đạo, sư đệ, ngươi tiến vào thân thể đi, ta làm đại từ đại bi chú. Người hồn phách có thể ngắn ngủi làm chủ thân thể, theo ta đi giải quyết xong 8 năm trước nhất thời mềm lòng tạo xuống nghiệt A-di-đà Phật. Chôn cất không hòa thượng sư đệ hóa thành một vệt khói xanh chui vào thi thể mi tâm, hắn lập tức làm phép, đem chính mình sư đệ hồn phách giam cầm tại thân thể bên trong, mấy phút sau. Chôn cất không hòa thượng dừng động tác lại, tiểu thất hỏi nhỏ, đại sư, người sư đệ vì sao cùng ngươi giống nhau như đúc? Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 761 tìm tu la quỷ mẫu một nghe nói như vậy, chôn cất không lão hòa thượng kia giếng nước yên tĩnh cặp mắt lướt qua một vệt nhàn nhạt khác thường đạo. Chưa xuất ra trước ta cùng với sư đệ là huynh đệ ruột thịt tiểu thất sắc mặt cổ quái, xuất ra trước là anh em ruột, chẳng lẽ xuất ra về sau thì không phải, bên ngoài quán rượu. Nguyên lai trống trải trên đường chính, đã tụ tập đầy người, không ít người khóc sướt mướt, không biết rõ làm sao làm xong âm khí che trời. Mặc dù đối với người bình thường không có tổn thương bao lớn, nhưng hút vào âm khí vẫn sẽ bị bệnh, tự tại lúc này, một trận kim rút ra tiếng vang lên. Theo tới kim quang xua tan một bộ phận âm khí, thanh âm càng ngày càng gần, rất nhiều người đều thấy rõ đi tới là người nào, xem bọn hắn mặc, hẳn là cung điện, Potala Lạt Mà. Một cái hơn 30 tuổi Lạt Mà đi tuốt ở đằng trước, trong tay cầm một chuỗi Phật châu, hắn hẳn là hoạt Phật, bọn họ xua tan lấy nồng nặc âm khí, tuy nói không cách nào phá vỡ che thiên âm khí.
nhưng là có thể giải nhất thời chi mệt. Rất nhiều người thấy Lạt Ma, đều là quỳ xuống quỳ lại. Lạt Ma bình thường cơ bản đều ở tại cung điện Potala bên trong, chỉ có thiên hạ phát sinh đại sự, bọn họ mới phải xuất hiện. Lần này, bọn họ đi tới nơi này, nói rõ sự tình thật không đơn giản, rất nhiều còn duy trì đầu óc thanh tỉnh người vây lại, hỏi dò đây là chuyện gì xảy ra. Hiện ở loại tình huống này, âm khí là không lọt chỗ nào, cho dù cửa sổ đóng chặt âm khí cũng có thể theo một ít nhỏ bé khe hở tiến vào trong nhà, vì vậy, ở nhà có lẽ càng thêm nguy hiểm. Có Lạt Ma xuất thủ xua tan một ít âm khí, trên đường chính muốn an toàn rất nhiều, tiểu thất bọn họ vẫn còn quán rượu trong tầng hầm ngầm, cũng không biết trên đường chính đầy ắp người, nếu không. Bọn họ đã đi ra hỗ trợ xua tan âm khí, hạ tháp phòng khách quán rượu, toàn bộ đại sảnh đầy ắp người, Trần Thần, Mã Tiểu Tiểu còn có Ban Ca ba người ngồi ở một xó xỉnh. Phòng khách quán rượu trung âm khí ngược lại là vô cùng mỏng manh, mỗi khi âm khí tăng nhiều, Trần Thần cùng Mã Tiểu Tiểu liền xuất thủ xua tan âm khí, vì vậy. Càng ngày càng nhiều người hướng bên trong đẩy, Ban Ca kéo một cái mặt béo phì, hỏi nhỏ, các ngươi liền nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì, Trần Thần nhìn Mã Tiểu Tiểu liếc mắt đạo. Cái này gọi là âm khí che trời, mỗi khi phát sinh loại sự tình này, nói rõ có lợi hại quỷ vật xuất hiện, chẳng lẽ là tối ngày hôm qua gặp phải quỷ nữ, rất có thể, Ban Ca gật đầu một cái. Hỏi tiếp, kia hút vào những thứ này âm khí sẽ có nguy hiểm gì, không có vấn đề gì lớn, chính là thân thể sẽ thể hàn suy yếu một đoạn thời gian, không nhiều. Cái này cũng cùng cá nhân thể chất có liên quan, thể chất tốt dương khí trọng nhân, bình thường không có gì đáng ngại, bất quá, nếu là âm khí mấy ngày không tiêu tan. Thì không phải là đơn giản như vậy chuyện, Trần Thần đạo, các ngươi có thể ra ngoài xua tan bên ngoài âm khí mà, Ban Ca đạo, nói dễ dàng, muốn xua tan bên ngoài âm khí. Trước phải tìm được âm khí ngọn nguồn, nói xong, Trần Thần đạo, sư phụ bọn họ hẳn là đi tìm âm khí ngọn nguồn đi, xảy ra chuyện quán rượu phòng ngầm dưới đất. Chôn cất không hòa thượng sư đệ chôn cất huyền hòa thượng đã theo trong quan tài bò ra, giờ phút này, hai cái hòa thượng đang ở nhỏ tiếng trao đổi gì đó, tiểu thất bất đắc dĩ nói, hai vị đại sư. Tình huống bây giờ khẩn cấp, có thể hay không bớt tranh cãi một tí, chôn cất không hòa thượng không nói gì, nhìn chằm chằm giữa không trung bức họa kia, phút chốc đảo. Quỷ mẫu đã chạy, chạy, làm sao ngươi biết, tiểu thất nhướng mày nói, chôn cất không hòa thượng chỉ bàn vẽ mặt phẳng lên một góc chung, đạo, lúc trước nơi này là ba cái điểm đen. Giờ phút này chỉ có hai cái, nói rõ tu la quỷ mẫu không thấy, nghe vậy, tiểu thất sắc mặt nghiêm, đạo, ngươi mới vừa rồi vì sao không nói cho chúng ta, A-di-đà Phật. Đây là sư huynh đệ chúng ta cùng quỷ mẫu ở giữa ân oán, sẽ để cho tự chúng ta hiểu, dựa vào tiểu thất chửi nhỏ một tiếng, chôn cất không đại sư. Ngươi phải hiểu rõ bên ngoài là dạng gì tình huống, quỷ mẫu chạy, nhất định sẽ có nhiều người hơn mất mạng tại trong tay nàng, đến lúc đó các ngươi có gì mặt mũi đi gặp Phật tổ, A-di-đà Phật. Bác thiện tự đã không, ta đã sớm không còn mặt mũi thấy Phật tổ, sẽ để cho ta mang theo tu la quỷ mẫu cùng nhau đi địa ngục đi, đặc biệt chết con lừa chọc tiểu thất trong lòng sinh khí. Cũng không để ý bọn họ có nghe thấy hay không, tàn nhẫn mắng một câu, một bên giới sắc hòa thượng khó chịu đào cặp mắt trắng dã tiểu thất này một mắng, liền hắn cũng gặp họa theo. Tiểu thất thở dài, đạo chúng ta đi ra ngoài trước cứu bên ngoài người, được. Đi ra phòng ngầm dưới đất, tiểu thất tâm tình vẫn là vô cùng buồn rầu, lần này coi như là gặp phải đối thủ, đối mặt quỷ mẫu tiểu thất đều không tức giận như vậy. Mà là chôn cất không lão hòa thượng đối với dân chúng vậy mà chẳng ngó ngàng gì tới, có lẽ là bởi vì Bắc Thiện Tự bị diệt, có lẽ là hồi lâu không thấy huynh đệ mình. Nhưng vô luận kia một cái nguyên nhân, đều không nên, đi ra quán rượu, Chu Giai Hào hùng hùng hổ hổ đạo, chết con lừa chọc, vậy mà bất kể dân chúng sống chết.
nếu không phải đánh không lại hắn, thật muốn một cái tát chết hắn. Giới sắc hòa thượng sờ một cái chính mình đầu chọc, các ngươi có thể hay không không muốn vơ đũa cả nắm. Như vậy ngay cả ta cũng mắng, bây giờ ngươi còn có tâm tình quan tâm những thứ này, không phải quan không quan tâm, đây là vấn đề nguyên tắc, các ngươi mắng hắn có thể. Nhưng không thể ngay cả ta cùng nhau mắng, tiểu thất khoát tay một cái, sốt ruột nói, được rồi, mau cứu người, nhiều người như vậy, thế nào cứu, còn có thể thế nào cứu. Hóa phù nước cho bọn hắn uống, phòng ngừa càng nhiều âm khí vào cơ thể, cũng không biết thế nào, thật giống như tất cả mọi người đều chạy đến trên đường tới, nói xong. Tiểu thất móc ra thất tinh mệnh bàn, thử đánh xuyên che thiên âm khí, tự tại lúc này, một giọng nói vang lên, tiểu hữu không dùng thử âm khí quá nặng. Căn bản là không có cách đánh xuyên, nghe vậy, mấy người ngẩng đầu nhìn lại, nhìn không thấy bóng dáng, chỉ nghe được tiếng bước chân, mười mấy giây đồng hồ sau, bốn năm cái lạt ma đi tới. Thấy vậy, tiểu thất nghênh đón, làm một đạo lễ, mấy vị nhưng là cung điện, Potala người, một ngày trước, hoạt Phật mơ thấy nơi này sẽ có nguy hiểm, liền dẫn chúng ta chạy tới. Không nghĩ đến vẫn là chậm một bước, không biết hoạt Phật có hay không cùng đi, hoạt Phật đang ở phía trước niệm kinh xua tan âm khí, nhưng tác dụng quá nhỏ. Mà chúng ta chính là tìm âm khí ngọn nguồn, có thể tìm hồi lâu, vẫn không có phát hiện, nghe vậy, tiểu thất đạo. Âm khí ngọn nguồn hẳn là Tu La Quỷ Mẫu, nàng ở nơi nào, tiểu thất lắc đầu một cái, chúng ta cũng không biết nàng ẩn núp ở nơi nào, đã như vậy. Chúng ta liền đi tìm Tu La Quỷ Mẫu, nói xong, mấy cái lạt ma xoay người rời đi, tiểu thất từ tốn nói, hòa thượng, ngươi cũng niệm kinh xua tan âm khí, hiện ở loại tình huống này. Có thể xua tan bao nhiêu là bao nhiêu rồi, được tiểu thất gật đầu một cái, tiểu sư thúc đi tìm mấy thùng thức uống, nhớ, muốn không mở phong, cái này thì đi tiểu thất. Ta cùng Trầm huynh làm gì, tiểu thất ánh mắt lóe lên, tìm Tu La Quỷ Mẫu, nàng bây giờ thi hồn hợp nhất, tu vi cực cao, hơn nữa có thể tùy ý biến hóa thân hình, ta hoài nghi. Nàng liền núp ở trên đường chính người bình thường bên trong. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 762, tìm Tu La Quỷ Mẫu 2, ngươi tại sao biết cái này, sao cảm thấy, tiểu thất bất đắc dĩ cười một tiếng. Ta cũng không có cách nào suy nghĩ một chút khả năng này lớn nhất, tốt lắm, ta cùng Trầm huynh đi tìm Tu La Quỷ Mẫu tung tích, chúng ta nếu là phát hiện. Sẽ đến thông báo các ngươi, tiểu thất khoát tay một cái, không phải tới cho chúng ta biết, đánh nhau, chúng ta sẽ biết, nếu là cho chúng ta biết. Nàng lại được chạy, chúng ta biết rõ nên làm như thế nào, nói xong, hai người thân hình biến mất ở rồi âm khí chung, giới sắc hòa thượng niệm lấy kinh Phật. Kim quang nhàn nhạt xua tan lấy âm khí, nhưng tác dụng quá nhỏ, mới vừa xua tan một điểm, bên cạnh âm khí lại tràn tới, tiểu thất rất muốn thi triển thiên hỏa lệnh, nhưng cũng thấy độ rất thấp. Hơn nữa người đặc biệt nhiều, rất dễ dàng thương tổn đến người khác, không bao lâu Chu Giai Hào xách hai thùng nước đi ra, xé ém miệng, kẹp ra hai đạo linh phù, ngón tay động một cái. Linh phù bốc cháy, đem linh phù nhét vào trong nước, lay động một cái, sau đó xách đi vào âm khí chung, nhìn ngồi dưới đất gào thét bi thương người, tiểu thất rất cảm thấy bất đắc dĩ. Đem lượng nước cho bọn hắn uống cạn, tuy nói không cách nào hoàn toàn khu trừ trong cơ thể âm khí, nhưng ít ra không để cho âm khí thương đến căn bản. Xảy ra chuyện quán rượu lầu ba phần cuối trong một căn phòng, chôn cất không hòa thượng sư huynh đệ giờ phút này đang cùng với kia nửa tàn phế nam tử cùng cô bé chiến đấu. Hai cái hòa thượng một người một mình đấu một cái, chính là đem tàn phế nam tử cùng cô bé đánh liên tục bại lui, bọn họ mặc dù muốn mình lại 8 năm trước chuyện. Nhưng vì sao không gọi người hỗ trợ, hết lần này tới lần khác muốn làm một mình đây, trên đường người thật sự quá nhiều, hai thùng nước chỉ là như muối bỏ biển. Hai người tìm kiếm khắp nơi lấy nước lọc thật vất vả tìm tới mấy thùng, nhưng cùng số người lượng so ra, vẫn là xa xa chưa đủ, tiểu thất dựa vào ở trên vách tường, đạo tiểu sư thúc.
Người tiếp tục, ta tìm một chỗ cao vật kiến trúc thử một chút có thể hay không dẫn dưới ánh mặt trời tới, được, gật đầu một cái, xoay người rời đi, tìm được một chỗ 20 tầng nhà ở lầu. Đi tới sân thượng, nhìn hắc cuồn cuộn bầu trời, tiểu thất bấm chỉ quyết thi triển thiên hỏa lệnh, thiên hỏa hiện lên, đem một vùng không gian âm khí thiêu hủy hư vô. Phát hiện âm khí trở nên mỏng manh một ít, tiểu thất móc ra thất tinh mệnh bàn, bắt đầu làm phép, nhưng mà thất tinh mệnh bàn không cách nào cùng thất tinh giúp đỡ lẫn nhau. Không thể dẫn xuống ánh sao đánh xuyên âm khí vân, hơi lộ ra chán trường lắc đầu một cái, tu cất thất tinh mệnh bàn, xuất ra thiên âm cung, linh lực hội tụ thành mũi tên. Chu tước hư ảnh thoáng hiện, một tiếng tê thanh, mũi tên bắn tới, mũi tên nổ bắn ra khoảng 100 mét, âm khí quá nặng dần dần ăn mòn linh lực, cuối cùng, mũi tên vô lực cắm rơi. Còn chưa rơi xuống đất, hoàn toàn biến mất không thấy, khe nằm, tiểu thất mắng to một tiếng, đặc biệt liền có thể bắn thủng địa ngục thiên âm cung đều không cách nào phá vỡ âm khí. Thiên âm cung bắn ra khoảng 100 mét, có thể tưởng tượng được bao lại tòa thành này âm khí dày bao nhiêu, thi hồn hợp nhất tu la quỷ mẫu có nhiều đáng sợ, tiểu thất bất đắc dĩ. Hắn có thể nghĩ đến làm pháp cơ bản đều thử qua, nhưng hiệu quả quá nhỏ, thậm chí có thể nói không dùng, xoay người đi xuống sân thượng, trở lại cửa tửu điếm. Giới sắc hòa thượng vẫn còn không ngừng niệm kinh, Chu Giai Hào cũng ở đây rót nước cho trên đường người uống, giới sắc hòa thượng mở mắt đạo tiểu thất. Có tìm được hay không phá vỡ âm khí biện pháp, tiểu thất lắc đầu một cái, không có thất tinh mệnh bàn cùng thiên âm cung đều không dùng, thiên âm cung nhưng là có thể bắn thủng địa ngục. Làm sao có thể sẽ bắn không mặc âm khí, tiểu thất hít sâu một hơi, có thể là không có thiên âm mũi tên duyên cớ, ai, chiếu dưới tình huống này đi, cả tòa thành thị qua không được bao lâu. Sẽ biến thành một tòa thành chết rồi, tiểu thất nhìn chằm chằm giới sắc hòa thượng nhìn một hồi, đạo, hòa thượng. Ngươi thử một chút có thể hay không theo thế giới phương Tây dẫn xuống Phật quang tới, ta thử một chút, giới sắc hòa thượng nhắm hai mắt lại, trong miệng một lần nữa niệm động kinh Phật. Tựu tại lúc này, một cái rất lớn con thằn lằn theo trong tửu điếm chạy ra, tiểu thất cả kinh, định thần nhìn lại, không phải con thằn lằn, mà là cái kia tàn phế nam tử, thân hình chợt lóe. Ngăn lại hắn đi đường, nam tử treo ở hốc mắt bên ngoài đảo tròng mắt một vòng, quay lại phương hướng liền muốn chạy. Bốn phần kiếm quyết mang theo hỏa diễm kiếm khí chém xuống tại tàn phế nam tử trước người, thân hình hắn hơi chậm lại, trong miệng thao khó nghe cực kỳ thanh âm, ngươi tốt nhất tránh ra. Nếu không đối với ngươi không khách khí. Tiểu thất vậy kêu là một cái sinh khí, không nói hai lời, huy kiếm mà lên, hướng về phía tàn phế nam tử chính là một hồi bạo kích, long tuyền kiếm tàn nhẫn cắm vào tàn phế nam tử sau lưng. Đưa hắn đóng vào mặt đất, tiểu thất một cước đi lên đầu hắn, quát lạnh, nói, tu la quỷ mẫu ở nơi nào, ta không biết, nói, tiểu thất khuôn mặt có chút dữ tợn. Không gãy lìa mài tàn phế nam tử, tiểu thất mặc dù cảm giác được tàn phế nam tử tu vi yếu bớt rất nhiều, nhưng hạ thủ vẫn không có lưu tình, rút lên long tuyền kiếm. Đem tàn phế nam tử chặn ngang chém thành hai khúc, hắn kia bị đè ép hai chân, thật nhanh nhúc nhích lên, nửa người trên cũng kịch liệt giãy giụa, bất quá, bị tiểu thất đi lên đầu. Nhưng không cách nào tránh thoát, tu la quỷ mẫu ở nơi nào, ta thật không biết, van cầu ngươi bỏ qua cho ta, tiểu thất trong mắt lóe lên vẻ sát ý, long tuyền kiếm vung lên. Kiếm hoa chém xuống đầu hắn, lẩm bẩm nói, nếu không biết, vậy thì đi chết đi, tàn phế nam tử không cam lòng kêu thảm một tiếng, từ từ tiêu tán, niệm lấy kinh Phật giới sắc hòa thượng. Phía sau xuất hiện Di Lặc Phật giống như kim quang tràn ra, trong khoảnh khắc xua tan quanh người hắn âm khí, Di Lặc Phật giống như nắm chỉ quyết. Hắn cặp mắt cũng không có nhìn âm khí nặng nề phía trước, mà là ngẩng đầu nhìn tối om om bầu trời, âm khí quay cuồng, tựu tại lúc này, âm khí vân lên thiên không. Xuất hiện một đạo chừng một thước lỗ, một luồng kim quang từ trong đó bắn ra, kim quang dễ như bỡn bình thường xuyên qua âm khí, rất nhanh là đến mặt đất.
bao phủ tại giới sắc hòa thượng trên người, thấy màn này, Tiểu Thất mừng rỡ ngẩng đầu nhìn bầu trời, tạo nên tác dụng, từ phương Tây đưa tới Phật quang thật ăn mặc qua âm khí, A-di-đà Phật. Ngã Phật từ bi, giới sắc hòa thượng miệng một mực đóng chặt lại, nhưng lại tồn tại một tiếng chấn nhiếp nhân tâm Phật âm vang dội mà ra, theo Phật âm truyền ra. Bao phủ tại giới sắc hòa thượng trên người kim quang dần dần khuếch tán, qua trong giây lát phụ cận 100 mét âm khí bị đuổi tản ra, hơn nữa, Phật quang vẫn còn lan tràn, âm khí chung. Nguyên bản ngồi dưới đất lắng nghe đạt đến, dựa vào hoạt Phật niệm kinh tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn bầu trời, ở phía dưới, có một đạo thân ảnh, nàng thấy dần dần bị đuổi tản ra âm khí. Khóe miệng hiện lên một vệt tà ác nụ cười, nàng chậm rãi đứng dậy, cặp mắt dần dần bị hắc khí quanh quẩn, nhìn cung điện, Potala hoạt Phật liếc mắt, xoay người rời đi. Nàng chính là Tiểu Thất bọn họ đau khổ tìm Tu La Quỷ Mẫu, Tiểu Thất đoán không sai, Tu La Quỷ Mẫu liền ẩn núp ở trong đám người, nàng đi ra khoảng 100 mét, thân hình lóe lên mấy cái. Biến mất không thấy gì nữa, lan tràn xua tan âm khí Phật quang ngừng lại, Tiểu Thất ngắm nhìn bầu trời, gặp được thật dày âm khí vân, gần như thực chất, vài trăm thước dày. Này cũng khó trách Thất Tinh Mệnh Bàn không có chỗ hữu dụng, lúc này, giới sắc hòa thượng mở mắt, đạo Tiểu Thất ta muốn duy trì Phật quang, không cách nào rời đi. Đối phó Tu La Quỷ Mẫu liền giao cho các ngươi, Tiểu Thất gật đầu một cái, hòa thượng, ngươi đã làm được tốt nhất, giải quyết chúng ta một mực không cách nào giải quyết vấn đề khó khăn. Chuyện tình kế tiếp, liền giao cho ta, nhất định sẽ làm cho nàng trả giá thật lớn, giới sắc hòa thượng cười một tiếng, ta tin tưởng ngươi. Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh chương 763, tìm Tu La Quỷ Mẫu. Ba nói xong, giới sắc hòa thượng nhắm mắt lại, tiếp tục tụng niệm kinh Phật bằng giới sắc hòa thượng thực lực. Chắc có thể theo thế giới phương Tây dẫn xuống Phật quang, nhưng tuyệt không có thể đạt đến tới mức này, vì vậy, hẳn là hắn pháp tướng có tác dụng. Nhưng ngưng tụ pháp tướng cực kỳ tiêu hao linh lực, một khi tiêu hao quá độ, pháp tướng biến mất, ngay sau đó biến mất chính là Phật quang, cho nên, Tiểu Thất bọn họ muốn làm. Chính là tại giới sắc hòa thượng linh lực tiêu hao hết trước, tìm tới Tu La Quỷ Mẫu, hoặc là, nghĩ đến biện pháp, hoàn toàn xua tan âm khí, Tiểu Thất suy nghĩ một chút. Dựa theo chính mình lúc trước suy đoán, nếu như Tu La Quỷ Mẫu quả thật xen lẫn trong những người này gian, như vậy âm khí nơi phát ra chỉ có thể nói cùng Tu La Quỷ Mẫu có quan hệ. Chu Giai Hào thở hồng hộc trở lại Tiểu Thất bên người, nhìn một cái giới sắc hòa thượng, đạo, không nghĩ đến hòa thượng như vậy treo, Tiểu Thất đạo, lần này còn may mà hòa thượng, nếu không. Toàn bộ thành thị liền muốn biến thành tử thành rồi, cung điện Potala Lạt Ma rời đi Phật quang soi địa giới, đi đến âm khí bao phủ những địa phương khác tự tại lúc này. Chôn cất không hòa thượng ba người theo trong tửu điếm đi ra, bọn họ có vẻ hơi chật vật nhìn đến giới sắc hòa thượng ngưng tụ ra pháp tướng lúc trong mắt lướt qua vẻ kinh ngạc. Tiểu Thất nhìn chôn cất không lão hòa thượng đạo, đại sư, xem các ngươi bộ dáng hẳn là trải qua một hồi đại chiến chứ, A-di-đà Phật. Tiểu đạo hữu thế nào nói ra lời này, thấy chôn cất không lão hòa thượng bộ dáng như vậy, Tiểu Thất đã nổi giận, lạnh lùng nói. Ngươi nói sao, chẳng lẽ cái kia chạy trốn tàn phế nam tử bị ngươi đụng phải, chôn cất huyền hòa thượng nhíu mày nói, coi như hắn vận khí không được. Đã hồn phi phách tán, Tiểu Thất nhàn nhạt nói, đại sư ta cảm giác được các ngươi hay là đem sự tình nói cho ta biết, Tu La Quỷ Mẫu cần phải diệt trừ. Không được trễ nãi, chôn cất không hòa thượng đạo, lão nạp nói qua, sư huynh đệ chúng ta tự nhiên sẽ hiểu cùng nàng ở giữa chuyện, Tiểu Thất lạnh rên một tiếng, chỉ nằm trên đất rên gì. Ngâm dân chúng, quát lên, tự các ngươi mở to hai mắt nhìn một chút, bọn họ bây giờ có nhiều thống khổ, uổng các ngươi vẫn là người trong Phật môn giảng lòng dạ từ bi. Có thể các ngươi thì sao, các ngươi không chỉ có cố chấp, mà là tàn nhẫn, các ngươi nhất thời không tìm được Tu La Quỷ Mẫu, bọn họ liền muốn chịu nhất thời nỗi khổ. Chờ các ngươi tìm tới Tu La Quỷ Mẫu, ta nghĩ, tòa thành này đã là tử thành rồi, chôn cất không hòa thượng sư huynh đệ ánh mắt lóe lên, phút chốc, hắn chậm rãi nói.
chờ chúng ta thanh trừ tội nghiệp tự nguyện vào địa ngục chuộc tội, chuộc ni muội nha. Đối mặt chết đầu óc hai cái hòa thượng, Chu Giai Hào gương mặt giận đến đỏ bừng. Thân thể bởi vì kích động mà run rẩy, thật muốn một kiếm chém chết hai người, các ngươi con lừa già ngốc, hai cái nửa chân đạp đến vào quan tài vương bát đản, chính mình phải chết. Còn không để cho người khác sống sao, ăn nói cẩn thận, chôn cất không hòa thượng, sắc mặt lạnh lùng nói, Chu Giai Hào không kiềm chế được, liền muốn xông lên, Tiểu Thất một cái ngăn lại hắn, đạo. Nghe bọn hắn nói thế nào, nếu là không nói ra cái như thế về sau, hôm nay chúng ta liền cùng bọn họ đánh một trận, Chu Giai Hào lúc này mới hơi chút tỉnh táo lại. Oán hận nhìn chôn cất không hòa thượng, tắm rửa ở dưới Phật quang người, giờ phút này cũng đứng lên không ít hướng mấy người vây lại, mấy người lúc trước đối thoại. Bọn họ cũng là nghe rõ rõ ràng ràng, chôn cất không hòa thượng đạo ta vẫn là câu nói kia, chúng ta sẽ tự hiểu cùng tu la quỷ mẫu ở giữa ân oán, không cần các ngươi nhúng tay. Về phần những người vô tội kia, chúng ta sẽ tự lấy mạng trả lại, nghe nói như vậy, Tiểu Thất lạnh lùng nói. Ngươi cảm thấy ngươi mệnh tại những người chết kia thân nhân trong mắt đáng giá mấy đồng tiền, không biết ta cho ngươi biết, mạng ngươi ở trong mắt bọn hắn. Không đáng giá một đồng, Tiểu Thất lạnh lùng nói, chôn cất không hòa thượng thở dài, xin các ngươi tránh ra, chúng ta nếu là không để cho đây, kia đừng trách lão nạp vô lễ. Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, muốn động tay cứ việc nói thẳng, kéo những thứ vô dụng này làm gì, hiện ở loại tình huống này, ta cho dù đem ngươi giết. Tin tưởng Tam Thanh Tổ Sư cũng sẽ không trách tội với ta, chờ ngươi chết, ta sẽ dùng siêu hồn bí thuật tìm kiếm mình muốn có đồ vật, A-di-đà Phật, chôn cất không hòa thượng chắp hai tay. Lăng lảnh Phật âm dập dờn mà ra, Tiểu Thất quay đầu hướng sau lưng người bình thường đạo, các ngươi đều đi xa một điểm, để tránh thương tổn đến các ngươi, nói xong. Hướng về phía chôn cất không hòa thượng đạo, hôm nay, đạo gia liền thu thập ngươi cái này cố chấp lão hòa thượng, âm vang một tiếng, long tuyền ra khỏi vỏ. Chôn cất không hòa thượng nhìn chằm chằm Tiểu Thất trong tay thất tinh long tuyền kiếm, thở dài nói, một cái pháp khí thật tốt, nếu như lão nạp không có đoán sai mà nói. Chắc hẳn cái thanh này phong mang tất lộ bảo kiếm, chính là thất tinh long tuyền kiếm, Tiểu Thất không nói gì, lạnh lẽo nhìn chằm chằm chôn cất không hòa thượng. Chôn cất huyền hòa thượng một bước về phía trước, chôn cất không hòa thượng nhưng là nói, sư đệ, ngươi lui về phía sau chút ít. Để cho ta tới lãnh giáo một chút vị tiểu đạo hữu này cao chiêu, chôn cất huyền hòa thượng gật đầu một cái, lui về phía sau mấy bước, chôn cất không hòa thượng trong tay Phật châu ném lên trời. Kim quang tràn ra, hắn quạt lá trong bàn tay, mang theo kình phong đập tới, Tiểu Thất đi lên huyền diệu thân pháp lui về phía sau hai bước, tốt đẹp đẽ thân pháp. Bàn nhược trưởng, một đạo từ linh lực hội tụ bàn tay bay tới, Tiểu Thất nâng kiếm vung lên, đem trưởng ấn chém thành hai nửa, sau đó vung lên, trưởng ấn hoàn toàn biến mất không thấy. Bốn phần kiếm quyết hảo kiếm pháp, chôn cất không hòa thượng đón đỡ bốn phần kiếm quyết, trực tiếp đem kiếm quang bóp nát bấy, Tiểu Thất không có ra một chiêu. Hắn tổng hội khen lên một câu, cùng chôn cất không hòa thượng gắng chống đỡ một trường, hắn lui về phía sau một bước, xem xét lại Tiểu Thất nhưng là lảo đảo lui về phía sau 7-8 bước. Tiểu đạo hữu, các ngươi hay là để cho đường đi, ngươi không phải ta đối thủ, lời cũng không thể nói quá sớm, ngươi xác thực rất lợi hại. Nhưng tiểu gia cũng không phải ăn chay, Tiểu Thất nắm chỉ quyết tấn công hai bên, đả kích chôn cất không hòa thượng hạ bàn, hắn bất động như chung, tay phải kết ấn vỗ vào long tuyền kiếm thân. Hai người duy trì động tác này, nửa ngày bất động, còn nhỏ tuổi có ngươi tu vi như vậy, quả thật thế tục hiếm thấy, chôn cất không lão hòa thượng trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Tiểu Thất lạnh rên một tiếng, ngươi hoặc là nói cho ta biết chân tướng của sự tình, hoặc là, hai ta liều mạng, tu la quỷ mẫu chúng ta sẽ tự hiểu. Không nhọc bọn ngươi phí tâm, chôn cất không hòa thượng từ tốn nói, đặc biệt nàng là thiếu ngươi tiền cũng là ngươi lão bà.
Hiện ở thời điểm này còn so đo các ngươi cùng nàng ở giữa ân oán cá nhân, Phật tổ nếu là biết có các ngươi loại này đệ tử, khẳng định một cái tát chết các ngươi, Tiểu Thất lạnh lùng nói. Ở bên cạnh một chỗ trên lầu cao, Tu La Quỷ Mẫu đứng ở lầu dọc theo, khóe miệng chứa đựng nhàn nhạt châm chọc, nàng lẩm bẩm nói, đánh đi. Đánh càng lợi hại càng tốt, Tu La Quỷ Mẫu khi còn sống vẫn luôn bị người khi dễ, rốt cuộc nàng đến người thấy người sợ mức độ, nàng có thể đi tới hôm nay bước này. Có lẽ cùng nàng tích lũy ở đáy lòng hận ý có liên quan, khi nàng sau khi chết dằn xuống đáy lòng hận ý, biến thành chất dinh dưỡng, tăng lên tu vi, không có gì bất lợi, vì vậy. Nàng thích người khác hận nàng càng vui mừng, càng hận, nàng tu vi sẽ tăng lên nhanh hơn, Tiểu Thất cắn chặt hàm răng, chôn cất không hòa thượng tu luyện nhiều năm. Toàn thân linh lực cực kỳ thuần túy mà ngưng luyện, Tiểu Thất mặc dù thiên phú cao, nhưng tu luyện thời gian ngắn, cùng chôn cất không hòa thượng cứng đối cứng, vẫn là thua thiệt. Chôn cất không hòa thượng kết làm người hoa cả mắt ấn quyết, chỉ nghe đang một tiếng, long tuyền kiếm rớt xuống đất, Tiểu Thất lảo đảo lui về phía sau, thiếu chút nữa ngã xuống. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 764, lục hợp bát hoang ly hợp trận một Chu Giai Hào vội vàng dùng tay chống giữ Tiểu Thất, hắn thấy Tiểu Thất sắc mặt đỏ lên, trên trán mồ hôi hột toát ra. Hỏi Tiểu Sư Điệt ngươi không sao chứ, Tiểu Thất lắc đầu một cái, không việc gì, chôn cất không lão hòa thượng che giấu tu vi, hắn tu vi khả năng còn cao ở lão đầu nhà ta, hơn nữa. Dị thường cương mãnh, rất khó đối phó, Chu Giai Hào cũng minh bạch trong đó khó xử, chôn cất không lão hòa thượng dù sao không phải là yêu quái, mà là sống sờ sờ người. Vô luận là đấu pháp vẫn là so đấu linh lực, Tiểu Thất đều ở hạ phong, loại thời điểm này nếu là lại có một cái ngang hàng tu vi người hỗ trợ là tốt rồi, Trầm Quân Giật rất thích hợp. Nhưng hắn cùng Hứa Chính Dương tìm Tu La Quỷ Mẫu đi rồi, giờ phút này cũng không biết ở nơi nào, chôn cất không lão hòa thượng chắp hai tay, chậm rãi nói, tiểu đạo hữu. Người không phải lão nạp đối thủ, hay là để cho đường đi, Tiểu Thất rất kiên định lắc đầu, ta hôm nay nhất định phải biết rõ tất cả mọi chuyện, nếu không, ngươi chính là một trưởng vỗ chết ta. Ta cũng sẽ không lui về phía sau nửa bước cần gì chứ, nhưng mà chôn cất không lão hòa thượng ngoài miệng nói như vậy, động tác trên tay khí thế lại không giảm chút nào. Ngược lại dần dần tăng cường, chôn cất không lão hòa thượng lắc đầu một cái, đạo A-di-đà Phật Tiểu Thất sững sờ, chôn cất không lão hòa thượng đây là cái gì chiêu số tốt quỷ dị cảm giác. Môi hắn khinh động, chỉ dùng mình có thể nghe được thanh âm niệm tới thần chú, Tiểu Thất đẩy ra Chu Giai Hào, bàn tay nắm chặt trên đất long tuyền kiếm trở lại trong tay. Mũi kiếm lao qua lòng bàn tay, máu tươi chậm rãi nhỏ trên mặt đất, hai cỗ vô hình khí thế bạo phát ra, giữa hai người khu vực bụi đất tại giữa không trung lởn vờn. Dần dần tạo thành một cái vòng xoáy, Chu Giai Hào ánh mắt lóe lên, hiện ở loại tình huống này là linh lực ở giữa so đấu, hơi không cẩn thận mà nói, cũng sẽ bị hai cỗ cường đại linh lực đánh trúng. Vì vậy tạo thành không cần thiết tổn thương, lui về phía sau vài mét hơi lộ ra lo lắng nhìn Tiểu Thất bóng lưng, mồ hôi dọc theo Tiểu Thất gò má lăn xuống mà xuống, còn chưa rơi xuống đất. Trực tiếp tán thành cát bụi bình thường bọt nước nhỏ, im hơi lặng tiếng rơi trên mặt đất, một cỗ kình phong, theo giữa hai người thổi qua, chôn cất không lão hòa thượng lui về phía sau nửa bước. Tiểu Thất nhưng là liền lùi lại 5-6 bước, đại khẩu thở hổn hển, chôn cất không hòa thượng hai tay thật nhanh động, kim quang lóe lên, một cái, vạn chữ xuất hiện. Tiểu Thất toàn thân căng thẳng, như lâm đại địch, hai tay nắm chặt long tuyền kiếm, tại chôn cất không hòa thượng một trưởng vỗ ra trong nháy mắt, một kiếm chặt chém xuống. Màu tím kiếm hoa giống như một cái màu tím linh xà, thôn vân thổ vụ bình thường đem, vạn chữ thủ ấn bao vây, loại tình huống này duy trì không tới 10 giây đồng hồ, kiếm hoa dần dần vỡ nát. Nhức mắt kim quang bắn ra, Tiểu Thất rên lên một tiếng, lui về phía sau 2 bước, khóe miệng tràn ra tí ti đỏ thắm máu tươi, chôn cất không hòa thượng chậm rãi nói, tiểu đạo hữu.
lão nạp không muốn thương tổn ngươi, xin ngươi hãy nhường ra một con đường, tiểu thất sững sờ, ngươi đặc biệt cho ta đều cả bị nội thương rồi, còn nói chính mình không muốn thương tổn ta. Không chớp mắt nói bừa cũng không mang như vậy đi, hoặc là nói cho ta biết chân tướng, hoặc là một trưởng xoay chết ta, A-di-đà Phật, lão nạp thật không muốn thương tổn ngươi. Nếu ngươi cố ý làm như vậy, vậy thì đừng trách lão nạp lòng dạ ác độc, chó nóng này còn nhảy tường, chôn cất không hòa thượng nóng này, nói không chừng chân nhất trưởng xoay chết tiểu thất. Bàn nhược trưởng, Long Tuyền kiếm uy thấy đánh tới trưởng ấn, tiểu thất nâng kiếm vung lên, khí lãng nổ tung, lại đem hắn đẩy lui hết mấy bước. Chôn cất không lão hòa thượng từng bước đi tới trước, tựu tại lúc này, một thanh kiếm sắc gào thét tới, cắm ở giữa hai người, tiểu thất quay đầu nhìn lại. Là Trầm Quân Giật Hứa Chính Dương hai người chạy đến, Hứa Chính Dương bước nhanh về phía trước, hỏi nhỏ tiểu thất ngươi như thế nào cùng hắn đánh nhau, ta muốn biết rõ năm đó chân tướng. Dùng cái này đi tìm một chút Tu La Quỷ Mẫu, nhưng hòa thượng này chính là không nói, còn thế nào cũng phải muốn tự đi giảng hòa Tu La Quỷ Mẫu ở giữa ân oán, nghe nói như vậy. Hứa Chính Dương chân mày cau lại, sau đó các ngươi liền đánh nhau, không sai, kia tình hình chiến đấu như thế nào, tiểu thất nhún vai một cái, giống như các ngươi nhìn đến như vậy. Ta không phải đối thủ của hắn, đánh không thắng hắn lại không nói, còn ngăn làm gì, hay là để cho bọn họ rời đi, Hứa Chính Dương nhìn chôn cất không lão hòa thượng liếc mắt. Hạ thấp giọng nói tiếp, nói không chừng cùng tại bọn họ phía sau là có thể tìm tới Tu La Quỷ Mẫu. Tiểu thất cao mày nghĩ một hồi, bọn họ muốn là chạy làm sao bây giờ, cũng sẽ không chạy, vậy cũng tốt, sẽ để cho bọn họ rời đi, tiểu thất đạo, hắn quá mức nắm lấy ở chân tướng. Vì vậy quên những chuyện khác, Hứa Chính Dương coi như đầu óc sáng tỏ, hắn lời này nói không sai, đi theo chôn cất không lão hòa thượng bọn họ thật có khả năng biết được Tu La Quỷ Mẫu tung tích. Đang khi nói chuyện, mấy người đi qua một bên, chôn cất không lão hòa thượng nhìn mấy người liếc mắt mang theo sư đệ cùng học trò đi xa. Hắn tu vi quả thật kinh khủng, tiểu thất than thở một câu, nói tiếp, các ngươi tìm thế nào, có phát hiện hay không Tu La Quỷ Mẫu thân ảnh, chúng ta tìm khắp cả phụ cận mấy cái đường lớn. Cũng không có phát hiện Tu La Quỷ Mẫu, đây cũng là không có biện pháp chuyện, thành thị quá lớn, Tu La Quỷ Mẫu một khi ẩn núp đi, nào có dễ tìm như vậy, bất quá. Chôn cất không lão hòa thượng có lẽ có biện pháp gì tìm tới nàng, nhưng liền trước mắt chúng ta cùng hắn ở giữa thực lực sai biệt, đi theo hắn rất dễ dàng bị phát hiện, nói tới chỗ này. Tiểu thất đạo, Hứa huynh, ngươi nói chuyện lúc trước, là nghĩ cho ta một cái hạ bậc thang đi. Không sai biệt lắm chính là ý này, Tu La Quỷ Mẫu không có chết ngươi ngược lại bị thương. Vậy thì cái mất nhiều hơn cái được, Hứa Chính Dương cười nói, được rồi, các ngươi tiếp tục đi tìm Tu La Quỷ Mẫu thân ảnh, ta ở chỗ này nhìn giới sắc hòa thượng được. Kia tự các ngươi cẩn thận, tiểu thất gật đầu một cái, nói với Chu Giai Hào, tiểu sư thúc ngươi cũng đi theo đi, ba người hai mắt nhìn nhau một cái, cũng nhanh biến mất ở trong âm khí. Tiểu thất ngẩng đầu nhìn bầu trời, âm khí càng ngày càng dày, trừ phi nhất cử đem âm khí xua tan, nếu không, những phương pháp khác cũng chỉ là tạm thời. Nhưng muốn nhất cử xua tan âm khí nói dễ vậy sao, trên người tiểu thất không có loại năng lực kia pháp khí cùng pháp trận. Ngay cả giới sắc hòa thượng theo thế giới phương Tây tiếp đón xuống Phật Quang cũng chỉ có thể xua tan vài trăm thước phạm vi âm khí, lần này, tiểu thất rất cảm thấy áp lực. Nhìn ra xa Côn Lôn Sơn chỗ ở phương hướng, nơi này cách Côn Luân Các Phong cũng không tính bao xa, hy vọng ma linh tộc người có thể nhận ra được nơi này bất đồng, sau đó mang theo biện pháp tới. Tiên di nhất tộc dù sao cũng là thần hậu duệ, tiểu thất quay đầu nhìn giới sắc hòa thượng liếc mắt, phía sau hắn pháp tướng cũng bắt đầu dần dần yếu bớt, không biết còn có thể duy trì bao lâu. Tựu tại lúc này, một cái bóng mờ từ trên trời hạ xuống, tắm rửa trong Phật quang, thấy người tới, tiểu thất ánh mắt híp lại, trong tay Long Tuyền kiếm lại càng nắm càng chặt. Làm tốt động thủ chuẩn bị,
Ha ha, nhìn ngươi bộ dáng chật vật ta đã cảm thấy buồn cười, Tiểu Thất nhìn nàng lạnh lùng nói. Không nghĩ đến ngươi còn dám tới nơi này, Tu La Quỷ Mẫu khóe miệng hiện lên một vệt phách lối nụ cười, thanh âm lạnh giá nói, ta có sao không dám, mà nay ta đã thi hồn hợp nhất. Bằng ngươi tu vi căn bản không phải ta đối thủ, ta có là thời gian và ngươi hao tổn, ta ngược lại muốn nhìn một chút, bên cạnh ngươi hòa thượng có thể kiên trì bao lâu. Lần kế che khuất bầu trời tới liền không phải âm khí, mà là tử khí, ta muốn để cho tòa thành thị này bởi vì ta mà chết. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 765, lục hợp bát hoang ly hợp trận hai Tiểu Thất từ tốn nói, ngươi không có cơ hội đó, ta sẽ giết ngươi, ha ha. Tu La Quỷ Mẫu thật giống như nghe được cái gì buồn cười sự tình, bắt chước như bàn không người cười lớn, Tiểu Thất ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, nhưng là không có ý định xuất thủ. Một khi xuất thủ, rất có thể ảnh hưởng đến Phật Quang kết giới, đến lúc đó hắn liền đại tội rồi, Tu La Quỷ Mẫu cười lạnh một tiếng, thân hình chậm rãi trở thành nhạt. Ngồi ở trong Phật Quang dân chúng, từng cái vùi đầu tại giữa hai chân, có thân bằng hảo hữu, đều ôm đầu khóc giống, Tiểu Thất ngồi xếp bằng, cặp mắt khép hờ, ngồi tĩnh tọa tĩnh tâm. Che khuất bầu trời âm khí càng ngày càng nồng đậm, Phật Quang kết giới có dần dần biến mất khuynh hướng, không biết qua bao lâu Tiểu Thất bên tai vang lên tiếng kinh hô, từ từ mở mắt. Thấy một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống, thấy người tới, Tiểu Thất sắc mặt vui mừng, đứng dậy nghênh đón, ma linh trôi giạt rơi xuống đất, đi tới Tiểu Thất bên cạnh, môi đỏ mọng khẽ mở. Đây là chuyện gì xảy ra, Tiểu Thất bất đắc dĩ thở dài, ngươi không nhìn ra sao, âm khí che trời, ta biết là âm khí che trời, ta hỏi là thế nào tạo thành, nghe vậy. Tiểu Thất đem những gì mình biết sự tình báo cho biết ma linh, sau đó hỏi Côn Lôn Sơn cách nơi này không xa, làm sao ngươi tới trễ như vậy, ta không phải từ Côn Lôn Sơn chạy tới. Ta mới từ địa phủ trở lại, Tiểu Thất nhướng mày một cái, địa phủ, ngươi chạy thế nào đi địa phủ, chẳng lẽ là thôi phủ quân có chuyện nói cho ngươi biết, ma linh gật đầu một cái. Có phải hay không cùng chúng ta có liên quan, ừ, bất quá vẫn là trước giải quyết nơi này sự tình, về phần ta theo thôi phủ quân nơi nào biết được chuyện, chờ các ngươi lên Côn Lôn Sơn. Ta tự sẽ cho các ngươi biết, nghe được lời này, Tiểu Thất nhẹ giọng nói, là cái gì không tốt tin tức, thiên cơ không thể tiết lộ, Tiểu Thất thở dài, được rồi. Vậy ngươi nói một chút giải quyết như thế nào nơi này vấn đề, ta suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra biện pháp, xua tan che kín cả tòa thành âm khí, ma linh không nói gì. Lật tay xuất ra một quyển kim sợi lượn quanh một bên thư tịch, nhận lấy thư tịch mở ra vừa nhìn, phía trên ghi lại một cái rất lợi hại pháp trận, lục hợp bát hoang ly hợp trận, lật xem một hồi. Đạo trận pháp này có khả năng xua tan âm khí, có thể, há trận pháp này lợi hại như vậy, ma linh đạo trận pháp này chính là năm đó thần tôn ở lại ta Côn Luân, người có chỗ không biết. Ta ma chi nhất tộc cùng tiên một trong tộc vì được đến trận pháp này, cũng không ít ra tay đánh nhau, vậy nói như thế. Các ngươi nhất tộc so với tiên một trong tộc lợi hại hơn, lúc trước so với bọn hắn lợi hại, từ lúc tiên một trong tộc cùng cái kia ma đầu hợp tác sau đó, ta ma chi nhất tộc dần dần ở hạ phong. Tiên một trong tộc đối với cái này trận pháp như cũ mắt lom lom, trùng hợp nơi này âm khí che trời, ta liền dẫn trận pháp tới nơi này, chưa từng nghĩ, cảm giác các ngươi khí thức ma linh đạo. Nguyên lai là như vậy, chúng ta vốn là muốn lên Côn Luân đi tìm các ngươi, Tiểu Thất đạo, những chuyện khác sau này hãy nói đi, vẫn là phải nghĩ thế nào bày lục hợp này bát hoang ly hợp trận. Ta nhìn một chút, toàn bộ trận pháp có 6 nơi vị trí trọng yếu, đều cần thần binh lợi khí, mà tâm trận vị trí chính là yêu cầu 3 đến 4 cái thánh vị tu vi người. Còn lại các nơi cần đồ vật cũng không ít, ma linh lông mày kẻ đen hơi nhăn, thần binh lợi khí ta có một món, trong tay ngươi chắc có, ta xem hòa thượng này thiên trượng không kém. Tiểu Thất khoát tay một cái, cắt đứt ma linh mà nói, thần binh lợi khí ta trong túi sách cũng không ít, đứng đầu chủ yếu không phải cái này, mà là chúng ta bày trận pháp về sau.
có thể hay không thúc dục tâm trận vị trí người tại trận pháp không có ổn định trước, cần phải một khắc không ngừng vận chuyển linh lực đến trong trận pháp. Đến lúc đó ai tới chủ trì đại trận, đương nhiên là ngươi chủ trì đại trận ta, ngươi xác định sao? Tiểu Thất nhướng mày một cái, đạo ta tu vi mặc dù còn được. Nhưng chủ trì loại này cấp bậc trận pháp vẫn là khó khăn, chẳng bằng ngươi tới, chung quy ngươi tu vi so với ta mạnh rất nhiều. Ma Linh lắc đầu một cái. Ta đối với trận pháp một chữ cũng không biết, Tiểu Thất không nói gì, vậy ngươi mang theo trận pháp tới làm chi? Âm khí che trời, nhất định là có cao thủ ở chỗ này. Ta mang theo trận pháp tới chính là để cho những cao thủ kia chính mình loay hoay. Tiểu Thất nhìn Ma Linh liếc mắt, nghĩ đến, xinh đẹp như vậy một cô nương, làm sao sẽ tư chi phát triển. Đầu óc ngu si nha, ngươi tại trong lòng phỉ báng ta. Ma Linh đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tiểu Thất, đột nhiên tới một câu như vậy, Tiểu Thất cả kinh, ngươi sẽ đọc tâm thuật. Lời vừa ra khỏi miệng, Tiểu Thất hối hận, quả nhiên, Ma Linh cười một tiếng, ta không sẽ đọc tâm thuật, ta chỉ là suy đoán. Không nghĩ đến ngươi thật trong lòng phỉ báng ta. Tiểu Thất đảo cặp mắt trắng dã, đạo, vội vàng tìm bố trí trận pháp vị trí tốt nhất đi, nếu không hòa thượng linh lực tiêu hao hầu như không còn. Phật quang kết giới sẽ vỡ nát, đến lúc đó, nơi này lại sẽ lâm vào trong bóng tối, ngươi tới đi, ta đối với trận pháp một chữ cũng không biết. Vẫn là tứ chi phát triển đầu óc ngu si cô nương, nói xong, xuất ra thất tinh mệnh bàn cùng âm dương thiên cơ bàn, xếp bằng ngồi dưới đất đạo. Chờ chút ta nói đều nhớ kỹ, biết rõ, căn cứ thất tinh mệnh bàn cùng âm dương thiên cơ bàn suy tính, tìm kiếm vị trí tốt nhất, đông năm nam bốn, tây bảy nam hai, bắc một tây cửu. Tìm tới 6 cái vị trí tốt nhất, này 6 cái địa phương yêu cầu đặt vào chính là thần binh lợi khí. Ma Linh cau mày, ngươi tìm những thứ này đều là gì đó? Ta thế nào một chút cũng xem không hiểu, ngươi nếu có thể xem hiểu, ngươi thì không phải là Ma Linh rồi, có ý gì, nghe không hiểu rồi coi như xong, là ta chưa nói. Ma Linh lạnh rên một tiếng, nàng biết rõ Tiểu Thất là đang nói mình nói xấu, nhưng chính là không hiểu trong đó ý tứ. Tiểu Thất đứng dậy, đem Bảo Bảo theo trong túi phải xách ra, đạo, Bảo Bảo. Đi đem Tiểu Tiểu tỷ tỷ bọn họ tìm đến, ca ca, ngươi tìm Tiểu Tiểu tỷ tỷ làm gì, ngươi nghĩ nàng sao, không phải, ca ca có chuyện trọng yếu phải nói. Tiểu Tử gật đầu một cái. Tránh thoát Tiểu Thất tay, thật nhanh chạy ra ngoài, mấy phút sau, Mã Tiểu Tiểu Trần Thần bọn họ đi tới, Bảo Bảo nhảy đến Tiểu Thất bả vai, hì hì cười một tiếng, ca ca. Ta nói cho Tiểu Tiểu tỷ tỷ ngươi không nhớ nàng. Tiểu Thất xách Tiểu Tử, một tia ý thức nhét vào trong bao vải, Tiểu Tiểu, các ngươi trông coi giới sắc hòa thượng. Không thể để cho hắn xảy ra chuyện, ta cùng Ma Linh đi bố trí trận pháp, được, ngươi cẩn thận một chút, yên tâm đi, không có việc gì, nói xong, lại đem Bảo Bảo xách ra, ném cho Mã Tiểu Tiểu. Tiểu Tử ngồi ở bả vai nàng, thở phì phò nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất trong tay cầm âm dương thiên cơ bàn, tìm kiếm tâm trận, trước xác định tâm trận, bố trí lại thần binh lợi khí. Tâm trận là một cái trận pháp trọng yếu nhất địa phương, một khi tâm trận gặp tập kích toàn bộ trận pháp cũng sẽ bị phá hư, cũng may lục hợp bát hoang ly hợp trận bất đồng. Hướng đại trận quán thâu linh lực vị trí, chính là tại tâm trận, tại đưa tay không thấy được 5 ngón âm khí chung, men theo âm dương thiên cơ bản, đi ước chừng 4-50 phút. Rốt cuộc tìm được bố trí lục hợp bát hoang ly hợp trận điểm ban đầu, nơi này là một chỗ khu dân nghèo, nhà không an toàn rất nhiều, đi đi lại lại mấy bước, đi tới một gian phòng gạch ngói. Nơi này chính là tâm trận sao, không sai, nơi này là toàn bộ thành thị địa mạch chỗ ở chỗ này bày trận pháp, có thể bao trùm cả tòa thành thị. Tiểu Thất vừa mới dứt lời. Chỉ nghe thấy liên tiếp tiếng quỷ khóc theo âm khí chung truyền tới. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 766, lục hợp bát hoang ly hợp trận ba. Ma Linh lông mày kẻ đen nhíu một cái, nhẹ giọng nói, chuyện gì xảy ra, nghe vậy, Tiểu Thất nhẹ giọng nói.
ngươi không phải là người, ngươi mới không phải người, Tiểu Thất một đầu hắc tuyến, ngươi kích động cái gì sao, có thể hay không trước nghe ta nói xong, ngươi nói. Nếu là không nói ra cái như thế về sau, ta hôm nay liền cẩn thận thu thập ngươi, Vạn Đạo, ngươi không phải là người, không biết nhân gian là hình dáng gì. Nơi này nhìn qua chính là một cái khu dân nghèo, nơi này, khẳng định tụ tập rất nhiều oan hồn, tại sao ta cũng lười giải thích. Dù sao ngươi cũng nghe không hiểu, Tiểu Thất đem Uyển Nhi gọi ra, Đạo Uyển Nhi, bên ngoài có chút quỷ vật, ngươi đi đi, công tử, Uyển Nhi biết rõ, nói xong. Nàng men theo quỷ kêu âm thanh truyền tới phương hướng lung lay đi qua, Ma Linh lông mày kẻ đen hơi nhăn, hỏi nhỏ, mới vừa rồi cái này nữ quỷ là người nào? Ngươi làm sao sẽ để cho nàng đi hút những thứ kia oan hồn hồn phách? Tiểu Thất cười một tiếng, ngươi nghĩ biết rõ nàng là người nào không? Ta sợ hãi nói ra hù dọa ngươi nhảy một cái, nàng là người nào, chẳng lẽ lai lịch rất lớn, Tiểu Thất đổi chủ đề, trả lời Ma Linh lúc trước vấn đề, đạo âm khí che trời. Những thứ này âm khí chung một cách tự nhiên mang theo tu la quỷ mẫu oán khí, bình thường tiểu quỷ hút sau đó, chỉ sợ cũng được biến thành lệ quỷ, vì vậy. Ta để cho Uyển Nhi đi hút xuống bọn họ tăng trưởng tu vi cũng không sai, bây giờ ta, không giống như kiểu trước đây, chỉ cần là oan hồn cũng nghĩ siêu độ, ta không muốn biết cái này. Ta muốn biết rõ nàng là người nào, hay là trước bảy trận pháp xua tan âm khí, về phần Uyển Nhi thân phận ta sẽ nói cho ngươi biết, Ma Linh kéo Tiểu Thất cánh tay, đạo. Vậy ngươi bây giờ liền nói cho ta biết, hắc ngươi cô nương này thế nào chết như vậy đầu óc, không biết hiện tại là thời khắc nguy nan sao, ta bất kể. Ma Linh vậy mà làm nũng bình thường nói, Tiểu Thất run run người, đạo cô nương, ngươi mặc dù dung mạo rất xinh đẹp, nhưng không phải ta thức ăn, ngươi đối với ta tới đây một bộ. Là vô dụng, hừ, không nói thì liền như vậy, Tiểu Thất cười nhạt tìm tới trận pháp trung su, sau đó đem ghi lại lục hợp bát hoang ly hợp trận sách lấy ra. Bắt đầu nghiên cứu như thế nào hạ thủ, nhưng mà, nhìn hồi lâu, Tiểu Thất dĩ nhiên không hiểu được, Ma Linh vừa nói lời châm chọc, Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn nàng nói, cô nương. Nếu không ngươi tới, Ma Linh sắc mặt đỏ ửng, nàng thở phì phò trợn mắt nhìn Tiểu Thất liếc mắt, nàng đã cảm thấy Tiểu Thất là cố ý để cho nàng khó chịu. Cũng may nàng Ma Linh cũng không phải cái loại này bụng dạ hẹp hòi người, chỉ là đá Tiểu Thất một cước mà thôi, Tiểu Thất vuốt bắp đùi, thống khổ nói, ngươi muốn đá chết ta à, đúng. Chính là đá chết ngươi, Tiểu Thất đại nghĩa lẫm nhiên phất phất tay, được rồi, trai hiền không cùng nữ đấu, không chấp nhặt với ngươi, lại qua vài chục phút, Ma Linh sốt ruột nói. Ngươi đến cùng có thể hay không trận pháp này rất phức tạp, rất nhiều nơi đều xem không hiểu, ta phải thật tốt nghiên cứu một chút, chờ ngươi nghiên cứu xong rồi. Cả tòa thành thị người cũng không kém chết sạch, đó cũng là ngươi chuyện, ai cho ngươi mang theo trận pháp tới thời điểm, không hỏi rõ ràng thế nào đi bố trí trận pháp, chính ngươi nói hết rồi. Trận pháp là thiên giới thần tôn để lại cho Côn Lôn Sơn, chúng ta loại người phàm tục này sao lại thế, Tiểu Thất đạo, dù sao ta bất kể, tự tại lúc này, Uyển Nhi trở lại, thấy Uyển Nhi. Tiểu Thất vẫy vẫy tay, Uyển Nhi bay tới Tiểu Thất bên cạnh, công tử, Tiểu Thất đem thư tịch đưa cho Uyển Nhi, đạo, Uyển Nhi. Ngươi tới giúp ta nhìn một chút làm như thế nào đi bố trí lục hợp bát hoang ly hợp trận, được Uyển Nhi đối với Tiểu Thất mà nói, gần như là nói gì nghe nấy, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nàng nhận lấy thư tịch cẩn thận lật xem một lần, sau đó từ từ nói tới, Tiểu Thất cùng Ma Linh nghe sửng sốt một chút, Uyển Nhi, ngươi nói chậm một chút. Ta thoáng cái tiếp thu không được nhiều như vậy, ừ, nói đơn giản một chút, trận pháp những vị trí khác không tính là khó khăn, nhưng bố trí tâm trận thập phần rườm rà. Tâm trận cần phải phù hợp tiên thiên bát quái, hậu thiên bát quái, âm dương ngũ hành cùng với thất tinh túc vị, Tiểu Thất nuốt nước miếng một cái. Có còn hay không, những thứ này là trọng yếu nhất, Tiểu Thất thở vào một cái, ta còn tưởng rằng còn nữa, ta đây liền hỏng mất, rất khó sao, Ma Linh hỏi, Tiểu Thất đảo cặp mắt trắng dã. Cái gì gọi là rất khó sao, ta cho ngươi biết, là phi thường khó khăn, bình thường trận pháp hoặc là phù hợp tiên thiên bát quái hoặc là hậu thiên bát quái.
phù hợp tiên thiên bát quái trận pháp đã không đơn giản. Không có nghĩ tới cái này trận pháp lại còn yêu cầu âm dương ngũ hành cùng thất tinh túc vị, ta dù sao cũng bố trí không ra, người đều bố trí không ra. Người đó có thể bố trí, Tiểu Thất đứng lên nói, Uyển Nhi, ngươi có thể bố trí trận pháp này sao, có thể thử một chút, được, vậy ngươi tới bố trí. Ta cho ngươi trợ thủ, Uyển Nhi gật đầu một cái, Tiểu Thất đối với ma linh nhíu mày, nàng không vui xuất ra một nhóm đồ vật để dưới đất, Tiểu Thất kiểm tra một chút, đạo, không đúng rồi. Còn thiếu hai cây ba đoạn gỗ, hừ, ma linh hừ một tiếng, móc ra hai cái có khắc thần chú đen nhánh đầu gỗ, chính ngươi không có sao, Tiểu Thất từ tốn nói, ba đoạn gỗ là Côn Lôn Sơn đặc sản. Ta lại không trải qua Côn Lôn Sơn, nơi nào có ba đoạn gỗ, hơn nữa, người nếu mang theo trận pháp tới, khẳng định cũng chuẩn bị xong bố trí trận pháp yêu cầu đồ vật. Ta đây khẳng định hỏi ngươi muốn nha, Uyển Nhi bắt đầu bày ra trận pháp đến, không hổ là tử vi nữ đế, căn bản không yêu cầu Tiểu Thất trợ thủ, chừng nửa canh giờ, liền hoàn thành hơn phân nửa. Ma Linh nhìn đến là giật mình không thôi, nàng rốt cuộc là người nào, ta cũng không tin tưởng một cái quỷ nữ, vậy mà biết loại này cao thâm trận pháp, Tiểu Thất lẩm bẩm nói. Trận pháp này sẽ không phải là nàng sáng chế, ngươi nói gì đó. Hả, không nói gì, Ma Linh căm tức nhìn Tiểu Thất, ngươi không muốn ngụy biện, ta nghe thấy. Ngươi nói trận pháp này có thể là nàng sáng chế, nói mau, nàng rốt cuộc là người nào, ngươi rất muốn biết, Ma Linh gật đầu một cái, lúc này, trận pháp cũng hoàn thành. Uyển Nhi bay tới Tiểu Thất bên cạnh, nhẹ giọng nói, công tử, lui về phía sau một ít, lui về phía sau mấy thước. Uyển Nhi bấm chỉ quyết, trong miệng quát khẽ, thiên cực càn khôn truyền tử vi. Cửu cung bát quái mới thiên cơ, Tiểu Thất lật sách tịch, phát hiện Uyển Nhi chỗ đọc chú ngữ hoàn toàn không phải phía trên ghi lại, mà là cao thâm hơn khẩu quyết. Hai người trố mắt nhìn nhau, Ma Linh là bối rối, Tiểu Thất trong lòng nghĩ đến, trận pháp này chẳng lẽ thật là tử vi nữ đế sáng chế chứ, Uyển Nhi kết xuất thủ ấn. Nơi nào giống như lần đầu tiên nhìn, quen thuộc rất, một câu cuối cùng khẩu quyết hạ xuống, một vệt chùm sáng năm màu nổ bắn ra mà lên, vọt thẳng phá thật dày âm khí vân. Đêm tối tinh không là sáng chói, thất tinh lóe lên, ánh sao nổ bắn ra mà ra cùng chùm sáng năm màu đụng nhau, ở trên trời tạo thành một cái khổng lồ vòng tròn chậm rãi chuyển động. Âm khí mờ mịt bay lên, đều bị vòng tròn hấp thu, Tiểu Thất gãi đầu một cái, sao cùng trong sách ghi lại không quá giống nhau nhé, Ma Linh đạo. Côn Lôn Sơn lục hợp bát hoang ly hợp đại trận không phải cái bộ dáng này a, trong sách cũng không phải cái bộ dáng này, Tiểu Thất đạo, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Nàng rốt cuộc là người nào? Ma Linh nhìn Uyển Nhi bóng lưng, không ngừng trong lòng hỏi mình, nàng càng ngày càng cảm thấy Uyển Nhi thần bí khó lường, vậy mà biết loại này cao thâm trận pháp. Ở trên trời âm khí trong mây tu la quỷ mẫu, cặp mắt thấy vòng tròn, rốt cuộc lóe lên một vệt ngưng trọng. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 767, tử vi nữ đế một tu la quỷ mẫu lẩm bẩm nói, là ai có thể bày loại trình độ này pháp trận, nói xong, nàng thân hình biến mất không thấy gì nữa, tâm trận nơi. Tiểu Thất Ma Linh hai người trố mắt nhìn nhau, tốt quỷ dị cảm giác, biết rõ Uyển Nhi là tử vi nữ đế luân hồi, nhưng bây giờ còn chưa khôi phục trí nhớ. Tu vi cũng không cường làm sao lại bày ra lục hợp bát hoang ly hợp trận đây, chẳng lẽ đây là một loại bản năng, Tiểu Thất lắc đầu một cái, không quá tin tưởng đây là một loại bản năng. Uyển Nhi quay đầu nhìn ngây người như phỗng Tiểu Thất Ma Linh, đạo công tử tâm trận đã hoàn thành, bây giờ chỉ cần ở tại hơn 6 cái phương vị đánh xuống thần binh lợi khí. Là có thể xua tan bầu trời âm khí, Tiểu Thất phục hồi lại tinh thần, Uyển Nhi, ngươi nói cho ta biết, ngươi lúc trước thi triển ấn pháp cùng khẩu quyết là từ nơi nào tới, nghe vậy. Uyển Nhi nhẹ giọng nói, ta cũng không biết, tóm lại ta nhìn thấy tâm trận thời điểm, trong đầu liền nhảy ra những thứ này, ta liền chiếu làm thế nào, có lỗi, không sai.
người thi triển ấn pháp khẩu quyết so với thư tịch lên ghi lại cao thâm hơn, hơn nữa, nhất cử kích hoạt tâm trận, không dùng chúng ta lại truyền đưa linh lực tiểu thất đạo, vậy thì tốt. Ta còn lo lắng sẽ sai lầm đây, ngươi là ai? Ma Linh đột nhiên mở miệng hỏi, tiểu thất nghiêng đầu nhìn Ma Linh liếc mắt, cùng Ma Linh chung sống cũng liền 1-2 giờ. Tiểu thất đã cảm thấy nàng là một cái tứ chi phát triển đầu óc ngu si cô nương, công tử, Ma Linh, có chừng mực là được, Uyển Nhi bây giờ còn chưa khôi phục trí nhớ. Ngươi hỏi gì đó nàng cũng không biết, nghe được tiểu thất mà nói, Ma Linh đạo, vậy ngươi nói cho ta biết nàng là người nào, ta cũng không biết, Ma Linh thở phì phò xoay người rời đi. Tiểu thất cười một tiếng, ánh mắt đang tỏa ra ngũ thải quang hoa tâm trận dừng lại một chút, đạo, Uyển Nhi, có muốn hay không tại tâm trận bày kết giới, ta cảm giác được không cần. Dựa theo trong đầu ta hình ảnh, muốn đánh vỡ tâm trận ít nhất yêu cầu giả thiên vị tu vi tu la quỷ mẫu còn không có loại thực lực này, tiểu thất gật đầu một cái. Vậy chúng ta đi 6 mặt khác địa phương sắp đặt thần binh lợi khí, xuất ra âm dương thiên cơ bản, hướng lúc trước suy tính ra 6 cái địa phương đi tới, đi không ra 100 mét. Liền phát hiện Ma Linh thân ảnh, tiểu thất nhìn nàng nói, còn tưởng rằng ngươi rời đi, ta bây giờ không nghĩ nói với ngươi, chặt chặt tức giận nha, ngươi là tiên di nhất tộc. Coi như nửa thần tiên, làm sao lại một điểm khí lượng cũng không có, tiểu thất chậm rãi nói, ta liền hẹp hòi, được rồi, ta bây giờ không để ý ngươi. Ta muốn đi cái khác 6 cái địa phương sắp đặt thần binh lợi khí đi rồi, nói xong, hướng gần đây một cái phương hướng đi đi, 6 cái phương hướng. Cộng thêm chính Tây cùng Tây Nam 2 cái địa phương, trùng hợp thành một cái bát quái, Ma Linh lấy ra 2 cây chủy thủ, một chỗ đánh vào một thanh, còn lại 4 cái địa phương. Tiểu thất phân biệt buông xuống 2 quả phệ hồn đinh âm dương thiên cơ bàn cùng với kinh chập, vốn là muốn thả đà thần tiên, sau đó suy nghĩ một chút vẫn là liền như vậy. Trung quy đả thần tiên là hướng Khương gia mượn, nếu là giết, không tốt lắm giao phó, thần binh lợi khí cất xong, lần này tiểu thất chủ động thối lui đến phía sau. Để cho Uyển Nhi tới hoàn toàn kích hoạt đại trận, huyền diệu khẩu quyết hoa cả mắt thủ ấn, sợ âm thanh xé gió triệt mà lên, lục đạo trùng ánh sáng bắn tới. Vây quanh ở trên trời vòng tròn ở giữa, hóa thành thần binh lợi khí hình dáng, đột nhiên, vòng tròn gian bắn ra một đạo ngũ thải quang hoa, thần binh lợi khí cũng là như vậy, quang hoa giao hội. Dần dần một đạo người mặc ngũ thải lưu tiên váy thân ảnh chậm rãi xuất hiện, hư ảnh mông lung không thấy rõ tướng mạo thế nhưng cỗ thông thiên triệt địa khí tức. Tất cả mọi người đều là có thể rõ ràng cảm giác âm khí trung lưu lại linh lực, cẩn thận thăm dò bình thường lướt vào vòng tròn bên trong, sau đó, hóa thành ngũ thải quang hoa hội tụ vào hư ảnh. Tiểu thất nghiêng đầu nhìn Ma Linh liếc mắt, phát hiện nàng cũng nhìn mình chằm chằm, hai người đồng thời mở miệng nói, chuyện gì xảy ra, tiểu thất bất đắc dĩ nhún vai một cái. Lục hợp bát hoang ly hợp trận ta lúc trước nghe đều không nghe qua, làm sao có thể biết rõ làm sao chuyện, ngược lại các ngươi côn luân lên nhưng là có pháp trận này, ngươi nói cho. Trên trời hư ảnh là ai, ta muốn là biết rõ, sẽ không hỏi ngươi, bởi vì vòng tròn hấp thu âm khí duyên cớ, cả tòa thành thị không hề như trước sớm như vậy đen nhánh, lại bây giờ là đêm tối. Dù là một điểm ánh sáng đều cực kỳ dễ thấy, thành thị âm khí chung, từng đạo bay hư ảnh giờ khắc này cả người run rẩy, quỳ rạp dưới đất, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Một cao ốc sân thượng, tu la quỷ mẫu khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm vòng tròn bên trên hư ảnh lúc xuất hiện, nàng cảm giác một cỗ đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, hơn nữa. Cảm giác sợ hãi vẫn còn tăng cường, nàng không cách nào tưởng tượng, nàng cũng không cam chịu, tu la quỷ mẫu tức giận gầm thét, khơi thông trong lòng không cam lòng. Vòng tròn hấp thu linh lực ngũ thải quang hoa càng ngày càng nhiều hội tụ tại hư ảnh bên trong, nàng kia mông lung mặt mũi bộc phát rõ ràng, theo tới áp lực cũng càng ngày càng lớn.
Tiểu Thất sắc mặt ngưng trọng nhìn hư ảnh, ở nơi này khí tức bên dưới, cho dù lấy hắn tu vi, vậy mà cảm giác khó thở, chỉ là một đạo không biết như thế nào hội tụ mà thành hư ảnh. Lại có loại này chèn ép tính khí hơi thở, hai chân hơi hơi uốn lượn, lại có một loại muốn quỳ lạy xung động tại thành thị những địa phương khác. Gần như tất cả mọi người đều là quỳ rạp dưới đất, bái lấy bầu trời hư ảnh, Tiểu Thất chết khiêng khí tức chèn ép, lớn chừng hạt đậu mồ hôi lăn dưới đất, Ma Linh cắn chặt hàm răng. Giống vậy gắt gao chống cự, ba tháp một tiếng, nàng cuối cùng là để kháng không nổi cỗ hơi thở này, quỳ trên đất, Ma Linh ngẩng đầu nhẹ giọng nói, ngươi không nên chống cự rồi. Nàng hẳn là thần tôn, nghe vậy, Tiểu Thất tâm thần một phần, không kiên trì được, cũng quỳ trên đất nghiêng đầu đạo. Làm sao ngươi biết đây là thần tôn, bởi vì là thần tôn lưu lại pháp trận, há, vậy ngươi có thể nhìn ra hư ảnh là thiên giới vị nào thần tôn sao, Ma Linh lắc đầu một cái, không biết. Bất quá, nàng hẳn là thiên giới rất lợi hại thần tôn một trong, uy thế như vậy bình thường thần tôn là không có, người đây không phải là nói nhảm sao, nói xong lời này. Tiểu Thất không khỏi nhớ tới theo như lời Hắc Quần nữ tử, bốn vị thần tôn vì phòng ngừa thần ma chi hải phong ấn vỡ nát, hao hết linh lực binh giải chuyển thế, phải biết nhưng là bốn vị thần tôn. Vừa nghĩ như thế, thần ma chi hải trung ma đầu, cũng chính là Hắc Quần nữ tử, nàng thực lực rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, còn có vậy từ không có người đạt tới ngày khác vị. Rốt cuộc là như thế nào một cảnh giới, đột nhiên, Ma Linh kêu lên một tiếng, Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn nàng nói, ngươi bỗng nhiên kinh sợ làm gì, ngươi xem ngươi cái kia nha hoàn. Gì đó nha hoàn, Tiểu Thất nghi ngờ một câu, theo Ma Linh ánh mắt nhìn, vậy mà phát hiện Uyển Nhi cặp mắt khép hờ. Toàn thân cũng là tản ra cùng bầu trời hư ảnh giống nhau như đúc ngũ thải quang hoa, Ma Linh tựa hồ là nghĩ tới điều gì, không thể tin được trợn to hai mắt cuối cùng kinh ngạc nói. Chẳng lẽ ngươi cái này nha hoàn cùng trên trời thần tôn hư ảnh là cùng một người, Tiểu Thất cười nhạt chiếu tình huống bây giờ nhìn. Phải là, vậy ngươi hẳn biết nàng là người nào, không sai, ta biết, ta cũng vậy, trước đây không lâu mới biết Uyển Nhi lai lịch chân chính. Đương thời ta cũng khiếp sợ, nàng là người nào, Ma Linh kích động hỏi, Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn vòng tròn bên trên hư ảnh, chậm rãi nói, Tử Vi nữ đế. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 768, Tử Vi nữ đế 2A, ngươi nói người nào, Tử Vi nữ đế, Ma Linh đầu tiên là không lạnh không nhạt phun ra một chữ, sau đó trợn mắt ngoác mồm nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất cười một tiếng, ta nghe đến Uyển Nhi là Tử Vi nữ đế luân hồi thời điểm, cũng là giống như ngươi như bây giờ, khiếp sợ, Ma Linh đưa tay kéo một cái xuống trên trán tóc mái, giờ phút này. Vị này tiên di nhất tộc cô nương cũng hơi lộ ra chật vật hồi lâu, nàng phục hồi lại tinh thần, lẩm bẩm nói, Tử Vi nữ đế. Làm sao có thể, không có gì không có khả năng, trong thiên địa linh lực sôi trào, điên cuồng rót vào vòng tròn bên trong, vòng tròn ông ông tác hưởng, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Như vậy bên dưới, ngũ thải quang hoa cũng điên cuồng hội tụ tại hư ảnh, đột nhiên, hư ảnh cánh tay nhẹ nhàng qua một hồi kia mông lung không rõ mặt mũi, dần dần xuất hiện Uyển Nhi. Nếu như Tiểu Thất không biết Uyển Nhi là Tử Vi nữ đế luân hồi, nhất định đưa các nàng coi là hai người, bởi vì Uyển Nhi là cái loại này con gái rượu nữ hài, nhưng Tử Vi nữ đế cũng không phải. Nàng vẫy tay một cái, đều có một loại nhìn bằng nửa con mắt khí thế, trên người Uyển Nhi ngũ thải quang hoa càng ngày càng nồng nặc tựa hồ là đang cùng hư ảnh hấp dẫn lẫn nhau. Thời gian không bao lâu, Uyển Nhi hoàn toàn bị ngũ thải quang hoa bao vây, nhân gian, vòng tròn bên trên, cái bóng mờ kia thật thấp nỉ non một tiếng. Nàng cặp kia không mang theo chút nào tình cảm cặp mắt quét nhìn một vòng, thấp giọng lẩm bẩm nói, quả thật muốn trở thành luyện ngục rồi sao, nghe được hư ảnh thì thầm tiếng. Tiểu Thất bọn họ trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tự trách áy náy, vòng tròn bên trên hư ảnh hẳn là lưu lại tại lục hợp bát hoang ly hợp trong đại trận thần niệm, nàng sở hữu trí nhớ. Đều là tại binh giải trước, thần niệm cuối cùng là muốn biến mất hoặc là trở về bản thể, nhưng trước mắt cảnh tượng nhưng có chút không quá giống nhau.
Trung Quy Uyển Nhi thực lực còn chưa tới có khả năng gọi trở về Tử Vi nữ đế thần niệm mức độ, có chỉ là giữa hai người cảm ứng lẫn nhau, tu la quỷ mẫu. Hư ảnh ánh mắt cũng không tại những địa phương khác dừng lại bao lâu, nàng chậm rãi cúi đầu, nhìn kiêu oán khí triền thân nữ tử, song trong mắt lóe lên một cỗ vẻ ác liệt, chợt khẽ quơ thêu bào. Kia trôi lơ lửng tại vòng tròn gian thần binh lợi khí nhất thời quay lại phương hướng bắn tới, ngươi là ai, ta chẳng cần biết ngươi là ai, trên sân thượng tu la quỷ mẫu điên cuồng gầm thét. Nàng hoàn toàn điên rồi, điên cuồng hội tụ vậy còn chưa hoàn toàn tiêu tan âm khí dần dần hội tụ thành một đạo khổng lồ hư ảnh, thấy màn này, Tử Vi nữ đế lạnh lùng nói. Con kiến hôi cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy, trong lời nói, mang theo nồng đậm khinh thường, oanh, theo thần binh lợi khí hư ảnh cùng bóng đen đụng nhau. Tòa thành này phảng phất đều là rung động, đầy trời trong hắc khí, chỉ có ánh sáng thật nhanh vạch qua tàn nhẫn hướng về phía tu la quỷ mẫu mà đi, tiểu thất bọn họ mừng rỡ không thôi. Đây quả thực là một cái vui mừng ngoài ý muốn, chẳng ai nghĩ tới, ma linh mang đến trận pháp, vậy mà cùng Tử Vi nữ đế có liên quan, không chỉ có như thế. Hơn nữa còn có một luồng thần niệm lưu lại, bóng đen trong nháy mắt bị đánh tan, tu la quỷ mẫu kinh hãi không thôi, vội vàng thối lui mà đi. Thần binh lợi khí hư ảnh liền muốn tiếp xúc sân thượng lúc thật nhanh tiêu tan, thấy màn này, tiểu thất nhướng mày một cái, đạo. Tại sao ta cảm giác Tử Vi nữ đế thần niệm không phải tu la quỷ mẫu đối thủ, nghe vậy, ma linh nhẹ giọng nói. Không đánh lại rất bình thường, này chung quy chỉ là Tử Vi nữ đế thần niệm. Liền nàng thời kỳ tột cùng một phần vạn tu vi cũng không có, mà tu la quỷ mẫu nhưng là xông qua sinh tử quan tiến vào tu la đạo, bình thường mà nói, nàng cũng coi như nửa thần, nửa quỷ bán thần. Có phải hay không cùng các ngươi như vậy nửa người bán thần một loại tình huống, không sai biệt lắm, duy nhất khác biệt nàng là hồn thân. Mà chúng ta nhưng là có thật thân thể, nghe nói như vậy, tiểu thất từ tốn nói, ta thật giống như cùng ngươi đã nói tu la quỷ mẫu đã thi hồn hợp nhất chứ, nói qua nha. Có vấn đề, nếu nàng đã thi hồn hợp nhất, đó cùng giữa các ngươi còn khác nhau ở chỗ nào, nàng là người chết, mà ta là người sống, tốt gượng gạo lý do, ma linh đào cặp mắt trắng dã. Là ngươi chính mình muốn hỏi, ta cũng chỉ có thể giải thích như vậy, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính ngươi, ngươi lúc trước nếu để cho Tử Vi nữ đế luân hồi tăng cao tu vi. Bây giờ cũng sẽ không lâm vào khốn cảnh, ta muốn là sớm biết Uyển Nhi là Tử Vi nữ đế luân hồi, loại chuyện này ngươi còn phải nhắc nhở, hừ. Thật không biết trời cao làm sao sẽ lựa chọn ngươi tới ứng đối đại kiếp, tiểu thất nhún vai một cái, khẳng định là bởi vì ta có đặc biệt địa phương hấp dẫn thiên giới thần, thật đỏm dáng. Ta nói là sự thật, bằng không tại sao không chọn ngươi đây, ngươi khởi điểm có thể so với ta cao hơn, nếu không có chọn ngươi, nói rõ thiên giới thần vẫn không tính là đần. Bởi vì biết rõ lựa chọn ngươi cái này cô nương ngốc, nhân gian liền thật không có cứu, tiểu thất đạo, ngươi, ngươi mới là cô nương ngốc, ma linh thở phì phò nói, tiểu thất cười hắc hắc. Xin lỗi, cô nương ngốc, ta là một người đàn ông, ma linh không nói lại tiểu thất, dứt khoát quay đầu, không để ý tới tiểu thất, bầu trời chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Như theo như lời ma linh như vậy, Tử Vi nữ đế hư ảnh không phải tu la quỷ mẫu đối thủ, nàng cũng chỉ có 6 chiêu, cũng chính là 6 cái thần binh lợi khí, tiểu thất cũng là say mơ mơ hồ hồ. Người nhưng là thần tôn nha, tuy nói chỉ là thần niệm, tiểu thất vẫn là chưa tin liền này 6 chiêu tu la quỷ mẫu nhìn thấu huyền cơ trong đó, vọt tới giữa không trung khoảng cách gần chiến đấu. Như thế bên dưới, Tử Vi nữ đế thần niệm càng không phải là đối thủ rồi, thế cục đột nhiên biến chuyển, làm cho tất cả mọi người đều là say ngạc cao hứng hụt một hồi, tựu tại lúc này. Uyển Nhi toàn thân đốt dâng lên ngọn lửa màu tím, nàng thân hình hóa thành một cỗ khói xanh trực tiếp đi đến giữa không trung vòng chiến, rơi vào vòng tròn bên trên. Chính đau khổ ngăn cản tu la quỷ mẫu nữ đế thần niệm, ngừng tay đến, ánh mắt nhìn chằm chằm Uyển Nhi phút chốc, ngay sau đó đi vào nàng mi tâm, tu la quỷ mẫu đầu tiên là ngẩn ra, giang hai tay ra.
giữa song trưởng, quỷ khí cuồn cuộn, tạo thành hai luồng vòng xoáy màu đen, trực tiếp nhấn ở Uyển Nhi, trên người Tử Vi nữ đế. Tiểu Thất trong miệng lẩm bẩm nói, Uyển Nhi, người có thể không xảy ra chuyện gì nha, nguyên bản trong tưởng tượng cảnh tượng cũng không xuất hiện, chỉ thấy Tử Vi nữ đế chậm rãi ngẩng đầu lên. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng theo trong miệng nàng phun ra, ngươi là tại tìm chết sao, làm sao có thể. Tu La quỷ mẫu kinh hô một tiếng, Tử Vi nữ đế lạnh rên một tiếng, thêu bào vung lên. Đem Tu La quỷ mẫu đánh ra ngoài, trong tay kết ấn pháp, trong giây lát một tiếng kêu to vang dội mà ra, một cái tám hỏa phượng hoàng tự Tử Vi nữ đế sau lưng bay ra, đập cánh. Trong thiên địa linh lực sôi trào, ở trên phượng hoàng, còn có một vòng trăng tròn, phượng hoàng hỏa diễm chí dương, ánh trăng chí âm, âm dương hội tụ. Thấy vậy, Tiểu Thất thấp giọng nói. Đây chẳng lẽ là phượng hoàng nguyệt quyết? Vừa dứt lời, phượng hoàng bay ra, lượn quanh Tu La quỷ mẫu xoay quanh, hỏa diễm trước thiêu nàng hồn thân, Tu La quỷ mẫu tại trong ngọn lửa giãy giụa. Phát ra thê lương mà vang dội tiếng kêu thảm thiết. Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn Ma Linh đạo, ngươi còn không mau đi hỗ trợ, giúp thế nào, ta đều đứng không dậy nổi, ồ. Có thể đứng lên, Tiểu Thất đảo cặp mắt trắng dã, nhanh đi đi, coi như không thể giết Tu La quỷ mẫu, cũng nhất định phải đả thương nàng. Chúng ta mới phải thu thập tàn cuộc, ngươi ngược lại rất biết tính toán. Ma Linh ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng động tác không có chút nào chậm. Trong chớp mắt liền xuất hiện ở Tu La quỷ mẫu bên người, ngọc trưởng mang theo bàng bạc linh lực đổ ập xuống vỗ xuống đi. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 769, nữ đế một kiếm, 3, Ma Linh một bạt tai này đánh là vang vọng, Tiểu Thất bọn họ đều nghe rõ rõ ràng ràng. Tu La quỷ mẫu cũng bị bất thình lình bàn tay phiến có chút mộng, phút chốc nàng lấy lại tinh thần, khuôn mặt dữ tợn đánh về phía Ma Linh, nhưng mà nàng nhưng không cách nào đột phá xoay quanh phượng hoàng hỏa diễm kết giới. Tu La quỷ mẫu khí cả người phát run, Ma Linh nhíu mày, ý kia thật giống như nói, nhìn cái gì vậy? Không phục một mình đấu nha. Tiểu Thất cũng bị cái này cô nương ngốc làm cho tức cười, lúc trước cũng không biết Ma Linh vậy mà sẽ là như vậy tính tình. Tu La quỷ mẫu gầm thét một tiếng. Hoán khí tàn phá, đánh thẳng vào hỏa diễm kết giới, phượng hoàng dù sao không phải là thật thể, mà là phượng hoàng nguyệt quyết ngưng luyện đi ra tại Tu La quỷ mẫu điên cuồng dưới sự xung kích. Hỏa diễm kết giới dần dần xuất hiện vỡ nát khuynh hướng, thấy màn này, Tiểu Thất kéo Thiên Âm cung, hét lớn một tiếng, Tu La quỷ mẫu tiếp chiêu, Dương cung bắn quỷ mẫu. Một tiếng thanh thúy kêu to, linh lực hội tụ mũi tên bắn tới, chu thức hư ảnh đập cánh, cả nhánh mũi tên bị ngọn lửa màu vàng bọc bắn vào hỏa diễm trong kết giới. Mũi tên tại Tu La quỷ mẫu kinh hãi dưới ánh mắt xuyên thân mà đi, nàng cả người dính chu thức hỏa diễm, linh hồn bị thiêu đốt, kêu thê lương thảm thiết bên tai không dứt, A-di-đà Phật. Phật âm cuồn cuộn, Tiểu Thất nhướng mày một cái, thấy đạp hư nhược mà đi chôn cất không hòa thượng cùng với hắn sư đệ, chẳng lẽ bọn họ muốn thò một chân vào, trừ phi là chán sống. Đứng tại bọn họ bên cạnh cái kia tu vi đều so với bọn hắn lợi hại, Ma Linh cũng không cần nói, Uyển Nhi tuy nói chỉ là cùng Tử Vi nữ đế một đạo thần niệm dung hợp. Nhưng cả người tản mát ra khí thế, lại ở trên Ma Linh, tuy nói Tiểu Thất cũng không quá tin tưởng Uyển Nhi thoáng qua ở giữa thì có cao như vậy tu vi. Nhưng nàng chung quy không là người bình thường, mà là thiên giới thần tôn, không thể lấy người thường mà nói, Ma Linh cau mày, nhìn chằm chằm trước người hai cái lão hòa thượng đạo. Các ngươi là ai, tới nơi này làm gì, chôn cất không hòa thượng chắp hai tay, đạo xin các ngươi đem nàng giao cho ta các loại. Để cho ta hai lại cùng nàng ở giữa ân oán, dựa vào cái gì giao cho các ngươi, chỉ bằng các ngươi là hòa thượng, nghe được Ma Linh mà nói, Tiểu Thất không khỏi cười một tiếng. Này cô nương ngốc tài ăn nói cũng không kém mà chỉ là so với hắn, chênh lệch thoáng cái liền rõ hiện ra rồi, hai cái lão hòa thượng hai mắt nhìn nhau một cái, chôn cất không lão hòa thượng đạo. Ngã Phật từ bi, Tu La quỷ mẫu mặc dù nghiệp chướng nặng nề, nhưng nàng thân thế thê thảm, xin các ngươi hạ thủ lưu tình, để cho chúng ta siêu độ nàng, Ma Linh cười lạnh một tiếng.
Người lão hòa thượng này thật đúng là buồn cười, mới vừa nói muốn cùng nàng lại ân oán, lần này còn nói nàng thân thế thê thảm, muốn siêu độ nàng, người xuất gia không nói dối. Nhưng người lão hòa thượng này nói dối liên thiên, chôn cất không. Hòa thượng nhẹ giọng nói, thí chủ, xin ngươi hãy đưa nàng giao cho chúng ta, tiểu thất cũng là nhìn mơ mơ hồ hồ. Này chôn cất không lão hòa thượng, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ hắn và Tu La quỷ mẫu ở giữa có tình huống, rất không có khả năng, hắn thế nào cũng là Bắc Thiện Tự cao tăng. Coi như trong lòng có tà niệm, cũng không thể cùng một cái quỷ nữ, bất quá vẫn là có thể, hòa thượng tâm tư đều rất cổ quái, ai biết muốn những thứ kia, Ma Linh cười nhạt. Ta nói không tính, nếu như vị này đáp ứng các ngươi mang đi Tu La quỷ mẫu, ta nhất định sẽ không ngăn trở. Chôn cất không lão hòa thượng ngẩng đầu lên, mới vừa tiếp xúc đạo tử vi nữ đế ánh mắt. Cả người run lên, không khỏi lùi về phía sau một bước, hắn ngưng giọng nói, rất lợi hại. Tu vi tử vi nữ đế môi đỏ mọng khẽ mở, chậm rãi nói, ngươi muốn mang đi nàng, xin ngươi hãy lòng từ bi. Ta nếu không phải phát cái này lòng từ bi đây, chôn cất không hòa thượng ngẩn ra, tùy tiện nói, nếu đúng như là loại tình huống đó, sư huynh đệ ta hai người. Chỉ có thể lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu, ha ha, bằng các ngươi, chính là Quan Thế Âm Bồ Tát tới, nàng cũng không dám nói cho ta động thủ, hai người các ngươi nho nhỏ Phật Đà. Vậy mà nói khoác mà không biết ngượng, không biết các hạ tục danh, các ngươi không có tư cách biết rõ, muốn mang đi nàng, vậy thì đánh bại ta, nói xong lời này. Tử vi nữ đế ánh mắt nhìn chằm chằm Tu La quỷ mẫu, lạnh lùng nói, nhiệt xúc ngươi khuyên bọn họ tốt nhất không nên bức bổn tọa, ép bổn tọa xuất kiếm. Các ngươi hạ chàng chính là hình thần câu diệt, trong nơi này vẫn là cái kia ôn nhu uyển nhi nha, cả người trên dưới đều tản ra một cỗ nhìn bằng nửa con mắt khí thế, nàng mà nói. Làm cho chôn cất không lão hòa thượng bọn họ đều là lui về phía sau ba bước. Tu La quỷ mẫu không nói gì, nàng kêu oán hận, cặp mắt tựa hồ đã tỏ rõ chính mình quyết tâm. Nàng tu vi tuy mạnh, có thể nói đạt tới kinh khủng mức độ, lấy sức một mình, kháng trụ tiểu thất đám người không là vấn đề, nhưng giờ phút này. Đứng ở trước gót chân nàng không phải những người khác, mà là thiên giới thần tôn, tử vi nữ đế. Tử vi nữ đế phất phất tay, tỏ ý Ma Linh lui về phía sau, Ma Linh bay ra mấy chục thước. Tử vi nữ đế kết pháp ấn, bao lại Tu La quỷ mẫu, hỏa diễm kết giới bắt đầu có rút lại, Tu La quỷ mẫu bùng nổ oán khí, lại lực lượng không đủ, chôn cất không lão hòa thượng hai người sắc mặt kinh hãi. Vội vàng xông đem đi lên, thấy màn này, tử vi nữ đế lạnh rên một tiếng, thêu bào vung lên. Hai cái hòa thượng trước người nhất thời xuất hiện một đạo hoàn toàn do linh lực ngưng tụ mà thành bình chướng, tiểu thất cũng nhìn ra tử vi nữ đế có thể điều động trong thiên địa linh lực. Mà bọn họ loại tu vi này người, lại chỉ có thể vận dụng trong cơ thể tích góp linh lực, đây chính là chênh lệch, loại này chênh lệch giống như khoảng cách, bất quá tiểu thất sẽ cố gắng. Để cho khoảng cách càng ngày càng nhỏ, có một ngày, thậm chí vượt qua thiên giới thần tôn, tiểu thất không có gì đặc biệt vĩ đại chí hướng, hắn liền muốn, nếu như một ngày nào đó. Trời sập, hắn nguyện ý dùng hai tay là thế nhân chống lên kia cuối cùng không gian, tựu giống với đối phó Tu La quỷ mẫu, thật ra thì tiểu thất bọn họ vốn có thể chuồn mất. Đem chọn sự kiện ném cho chôn cất không hòa thượng cùng cung điện Potala Lạt Ma, nhưng bọn hắn không có, bởi vì bọn họ rõ ràng bản thân mệnh, bọn họ không sợ chính mình chết nhưng mà lại sợ hãi chỗ thủ hộ người chết đi. Tu La quỷ mẫu tựa hồ là muốn liều mạng một lần, nàng trực tiếp thiêu đốt chính mình hồn phách, đánh thẳng vào hỏa diễm kết giới. Thấy vậy, tử vi nữ đế khinh thường cười một tiếng, vùng vẫy dãy chết, sau đó, tử vi nữ đế thật nhanh kết cao thâm huyền diệu ấn pháp, hai tay chậm rãi mở ra, ngũ thải quang hoa hội tụ. Khi nàng bàn tay giữ tại ngũ thải quang hoa lên lúc, một thanh mỏng kiếm chậm rãi xuất hiện, nhiệt xúc buộc ta xuất kiếm hạ chàng, chính là ngươi hình thần câu diệt. Lời nói chưa dứt thanh âm. Nàng rung cổ tay, kiếm quang chợt lóe, đen nhánh bầu trời đêm trong nháy mắt này vậy mà phá lệ nhức mắt, cả tòa thành gần như tất cả mọi người đều là nhắm mắt lại.
không dám nhìn thẳng bạch quang lóe lên bầu trời. Bạch quang còn chưa tiêu tan, Tu La Quỷ Mẫu đã thi thể chia liệt chậm rãi tiêu tán ở trong thiên điện. Tử Vi Nữ Đế bàn tay động một cái, trong tay mỏng kiếm xông thẳng tới chân trời, ở giữa không trung nổ tung, hóa thành lấm tấm, xua tan lấy cuối cùng âm khí, một kiếm này, chấn nhiếp thiên địa. Tiểu Thất xoa xoa có chút đau nhói ánh mắt, hắn bị giật mình, chính mình kiếm pháp cùng Tử Vi Nữ Đế so ra, vậy quá bất nhập lưu rồi, trong lòng có một ý tưởng. Xem ra sau này rất đúng Nguyễn Nhi tốt hơn mới được, đợi nàng khôi phục tu vi trí nhớ, nói không chừng còn có thể cho ít chỗ tốt, ừ, không tệ, cái ý nghĩ này rất tốt. Tu La Quỷ Mẫu hình thần câu diệt sau đó, Tử Vi Nữ Đế ánh mắt nhìn về chôn cất không hòa thượng hai người, từ tốn nói. Các ngươi muốn vì nàng báo thù sao? Chôn cất không hòa thượng hai người hai mắt nhìn nhau một cái, chậm rãi lắc đầu. Tử Vi Nữ Đế nói tiếp, nếu không dám, vậy thì cho bổn tọa cút. Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh chương 770, Nga Mi đệ tử Lục có thể doanh một đối mặt Tử Vi Nữ Đế như vậy trách mắng, chôn cất không hòa thượng vậy mà không có chút nào sinh khí, hắn nhẹ giọng nói. Không biết nữ thí chủ, có thể hay không báo cho biết lão nạp ngươi danh hiệu. Tử Vi Nữ Đế lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn hắn, ta nói rồi. Người không có tư cách. Chôn cất không hòa thượng thở dài, thôi, nếu thí chủ không nói, lão nạp cũng không hỏi thêm nữa, xin mời nữ thí chủ hành sự cẩn thận một chút, thiên hạ này. Người còn chưa phải là mạnh nhất. Nghe vậy, Tử Vi Nữ Đế liếc chôn cất không hòa thượng liếc mắt, chậm rãi nói, ngươi là đang uy hiếp ta, nữ thí chủ có thể cho là như thế, ha ha thôi. Xem ở Phật tổ mặt mũi, bổn tọa không tính toán với ngươi, bất quá, nếu như lần sau còn như vậy nói năng lỗ mãng. Vậy thì đừng trách bổn tọa đưa ngươi chờ đi thế giới phương Tây nhìn một lần Phật tổ rồi, nói xong, Tử Vi Nữ Đế hướng Tiểu Thất vị trí địa phương bay xuống. Ma Linh lắc mình xuất hiện ở chôn cất không lão hòa thượng bọn họ bên cạnh, cười hì hì nói, ta nói cho các ngươi biết, nàng cũng không có lừa các ngươi nhé, nếu là chọc giận nàng sinh khí. Trực tiếp cho các ngươi thân tử đạo tiêu, liền thấy Phật tổ cơ hội cũng không có, há, nàng kia rốt cuộc là người nào, các ngươi không có tư cách, bất quá ta có thể nói cho các ngươi biết. Coi như là ta Côn Luân Tiên Di nhất tộc trước mặt nàng, cũng không nói gì tư cách huống chi các ngươi. Ma Linh trong lòng có chút cao hứng. Nàng rốt cuộc gặp phải so với chính mình còn người ngu rồi, vẫn là hai cái lão hòa thượng. Tiểu Thất nếu là biết rõ nàng suy nghĩ trong lòng, cái bụng cũng sẽ cười đau. Chôn cất huyền hòa thượng nhẹ giọng nói, sư huynh, nàng chỉ sợ là theo thiên giới đi xuống, bên trong thiên giới, có bực này tu vi cũng không nhiều. Nàng có lẽ là thiên giới thần tôn, thì ra là như vậy, chôn cất không lão hòa thượng sư huynh đệ hai người rời đi. Tử Vi Nữ Đế đi tới mặt đất hướng Tiểu Thất đi tới, thấy vậy. Tiểu Thất trợn to hai mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, vội vàng lui về phía sau, hỏi, ngươi là Tử Vi Nữ Đế vẫn là Uyển Nhi, ta chính là nàng, nàng chính là ta. Uyển Nhi mặc dù là Tử Vi Nữ Đế luân hồi, nhưng giữa hai người tính cách chênh lệch quá lớn, ta cũng không dám cùng Tử Vi Nữ Đế triều tịch chung sống, công tử. Ngươi là không cần Uyển Nhi nữa sao? Đột nhiên, Tử Vi Nữ Đế điềm đạm đáng yêu nói, Tiểu Thất ngây người như phỗng, sau đó bắt đầu cả lăm, nữ đế, ngươi. Ngươi không muốn chơi đùa ta được không? Ta chính là một cái người phàm, ngươi là nữ đế, ngươi đại nhân có đại lượng, không muốn chấp nhặt với ta, đi qua ta có gì đó có lỗi với ngươi địa phương. Ta bây giờ xin lỗi ngươi. Tử Vi Nữ Đế che miệng cười một tiếng, từ tốn nói, được rồi, không nói với ngươi cười. Nói xong, Tử Vi Nữ Đế đổi lúc trước bộ kia nhìn bằng nửa con mắt khí tức. Chậm rãi nói, thần ma chi hải phong ấn liền muốn vỡ nát, ma đầu lâm thế, nhân gian sắp thành luyện ngục, ngươi phải nhớ kỹ, lần này, cần phải giết nàng. Bởi vì nhân gian đi thông thiên giới lối đi còn chưa tu bổ lại, nàng nếu chỉ là bị thương, nhất định sẽ kéo nhau trở lại, nhớ, ngươi thời gian không nhiều lắm, nói xong lời này.
Ngũ thải quang hoa tẫn tán, hiện ra Uyển Nhi thân hình, thấy màn này, Tiểu Thất hỏi dò, ngươi là Uyển Nhi, vẫn là Tử Vi nữ đế, công tử ta là Uyển Nhi, vậy thì tốt. Mới vừa rồi bị Tử Vi nữ đế dọa sợ, Tiểu Thất thở một hơi dài nhẹ nhõm, đạo, Uyển Nhi, Tử Vi nữ đế thần niệm đi nơi nào, còn nữa, mới vừa rồi đây là chuyện gì xảy ra, nghe vậy. Uyển Nhi nhẹ giọng nói, hẳn là ta cùng Tử Vi nữ đế thần niệm dung hợp, gợi lên sâu trong linh hồn nữ đế, gì đó, Tiểu Thất nhướng mày một cái. Chẳng lẽ Tử Vi nữ đế vẫn ẩn núp tại ngươi sâu trong linh hồn, ừ, vẫn luôn tại, Tiểu Thất gãi đầu một cái, có thể ngươi chính là Tử Vi nữ đế luân hồi nha. Nàng thế nào còn khả năng giấu ở ngươi sâu trong linh hồn, không phải nàng hồn phách mà là Tử Vi nữ đế trí nhớ cùng tu vi, thời cơ đã đến. Ta thì sẽ cùng Tử Vi nữ đế trí nhớ cùng tu vi dung hợp, Tiểu Thất cái hiểu cái không gật đầu một cái, được rồi, không nên suy nghĩ nhiều, bây giờ tu la quỷ mấu cũng hình thần câu diệt. Chúng ta cũng nên rời khỏi nơi này, Uyển Nhi gật đầu một cái, công tử, cho ta một chút thời gian, ta đi đem lục hợp bát hoang ly hợp đại trận thu lại, đi thôi, Uyển Nhi sau khi rời khỏi. Ma Linh đột nhiên xuất hiện ở Tiểu Thất bên cạnh, Tiểu Thất đảo cặp mắt trắng dã, cô nương ngốc, ngươi có thể hay không không muốn đáng sợ như thế, Ma Linh không trả lời, hỏi ngược lại. Nàng bây giờ là Tử Vi nữ đế cũng là ngươi nha hoàn, thế nào? Nếu là Tử Vi nữ đế mà nói, ta trước hết trở về Côn Lôn Sơn rồi, là ngươi nha hoàn mà nói, ta cũng trở về Côn Lôn Sơn rồi, nghe nói như vậy, Tiểu Thất từ tốn nói, cô nương. Ngươi là thật khờ vẫn là giả bộ ngu, ngươi mới ngốc, Ma Linh trắng Tiểu Thất liếc mắt. Ta đi trước, thôi phủ quân không phải cho ngươi nhắn cho chúng ta sao, Ma Linh quay đầu nhìn Tiểu Thất liếc mắt, thanh âm tại giữa không trung vang vọng, đến Côn Lôn Sơn. Ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, cô nương ngốc, mấy phút sau, Uyển Nhi trở lại bên người, Tiểu Thất mang theo nàng đem 6 cái phương vị thần binh lợi khí thu hồi lại rồi. Chờ đến Ma Linh đặt vào chủy thủ địa phương, phát hiện chủy thủ đã bị lấy đi rồi, tốc độ thật nhanh, rất sợ Tiểu Thất cầm đến chủy thủ không trả nàng giống nhau, bất quá. Ma Linh kia 2 cây chủy thủ là thực sự tốt, nguyên bản đầy tại trên đường chính dân chúng, cũng lục tục về nhà cùng giới sắc hòa thượng bọn họ chạm mặt. Mấy người cũng đối lúc trước chuyện phát sinh cảm thấy hiếu kỳ, Tiểu Thất đại khái nói một lần, đem mấy người tàn nhẫn kinh hãi một phen. Để cho Trần Thần đem xe lái đến hạ tháp bên ngoài quán rượu, sáng mai chuẩn bị xuất phát, vào quán rượu, ở cửa vậy mà đụng phải Ban Ca, hắn vừa thấy Tiểu Thất, mặt béo phì run lên, huynh đệ. Thế nào, quỷ nữ bị giết chết sao, chết ngươi có thể đi lấy xe ngươi rồi, cái này, ngươi có thể không thể cùng đi với ta. Ta một người còn là có chút sợ hãi, Tiểu Thất kẹp ra một đạo linh phù đưa cho Ban Ca, đạo linh phù này cho ngươi. Bảo đảm ngươi bình an vô sự, cảm ơn huynh đệ rồi, Ban Ca nói cảm ơn 2 tiếng, sau đó ra quán rượu, Chu Giai Hào đạo, cái tên mập mạp này làm người thật sự, Tiểu Thất từ tốn nói. Hắn làm người như thế nào ta không rõ ràng, nhưng hắn phúc trạch thâm hậu, nhất định là một cái người đại phú đại quý, làm bất cứ chuyện gì đều rất dễ dàng lấy thành công. Có thể là hắn kiếp trước tích xuống phúc quả, hôm nay cũng mệt mỏi hỏng rồi, đều sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai lên đường chạy tới Côn Lôn Sơn, Tiểu Thất đối với Thôi Phủ Quân để cho Ma Linh truyền cáo mấy người mà nói, cảm thấy hiếu kỳ, dĩ vãng Thôi Phủ Quân có lời gì truyền cáo chính mình. Cơ bản đều là để cho Hắc Bạch Vô Thường đi lên, nhưng mà, lần này lại không có, hoặc là Hắc Bạch Vô Thường không có thời gian, hoặc là chính là bọn hắn không muốn hoặc có lẽ là truyền cáo mấy người không phải tin tức tốt gì, có lời gì không thể nói rõ, thế nào cũng phải giấu giếm, chẳng lẽ còn có so với đại kiếp đến tin tức xấu hơn, một đêm yên lặng. Thành thị một nhà không tệ tiệm cơm, Tiểu Thất bọn họ đều ngồi quây quần một chỗ ăn cơm trưa, đây là Ban Ca mời khách, Tiểu Thất bọn họ không đến, hắn còn có chút không vui. Đoàn người thật vui vẻ ăn bữa cơm, Tiểu Thất bọn họ cũng tiếp tục hướng Côn Luân chủ phong đi, một cái đại lộ 2 bên, trồng đều là bông vải, hơn 5 giờ chiều.
xe tại một chỗ nhà nông vui vẻ dừng lại, vào bên trong, không nói hai lời, trực tiếp để cho lão bản đem sở hữu thức ăn đều làm một phần, vốn đang tính sổ lão bản. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm giới sắc hòa thượng, ngươi là trêu chọc ta chơi đùa chứ? Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 771, Nga Mi đệ tử lục có thể doanh hai giới sắc hòa thượng nhướng mày một cái, ta thế nào trêu chọc ngươi chơi, lão bản quét mấy người liếc mắt từ tốn nói. Chỉ mấy người các ngươi người, giống nhau thức ăn tới một phần, không phải trêu chọc ta chơi đùa sao, giới sắc hòa thượng vừa muốn nói chuyện, tiểu thất vỗ vai hắn một cái, tỏ ý hắn ngồi xuống. Đạo, chúng ta lượng ăn lớn, sở hữu thức ăn lên một lượt một phần, chúng ta cũng sẽ không thiếu ngươi tiền, lão bản không lên tiếng, ánh mắt có chút âm lãnh nhìn tiểu thất liếc mắt. Sau đó xoay người vào phòng bếp, tiểu thất nhướng mày một cái, người lão bản này thật kỳ quái, giới sắc hòa thượng thở phì phò ngồi ở trên cái băng, Chu Giai Hào trêu ghẹo nói, hòa thượng. Ngươi bây giờ thế nào lại lớn như vậy hòa khí, ngươi nói thế nào quán cơm không hy vọng khách nhân ăn nhiều một điểm, nhiều một chút thức ăn, người lão bản này ngược lại thì cho là ta đùa hắn. Ngươi nói có thể không sinh khí, nóng giận hại đến thân thể, hòa thượng ngươi liền xin bớt giận đi, Hứa Chính Dương khuyên nhủ một câu, ngay sau đó nhìn tiểu thất nhẹ giọng nói, tiểu thất. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy, chẳng lẽ có vấn đề gì? Không có gì, ta đã cảm thấy người lão bản này có chút kỳ quái, liền câu nói mới vừa rồi kia tiểu sư điệt. Ngươi thế nào cũng nghi thần nghi quỷ, bên này dân tình dũng mãnh, đều là như vậy, tiểu thất lắc đầu một cái, không phải câu nói mới vừa rồi kia, mà là mới vừa rồi lão bản ánh mắt. Nhìn qua không giống như là người, ồ, không giống người, vậy ngươi cảm thấy như cái gì, chó sói, hẳn ánh mắt kia mạo hiểm hung quang. Cùng mắt sói con người rất giống nhau, mấy người chố mắt nhìn nhau, chuyện này không có khả năng lắm đi, lão bản tuy nói thái độ không tốt lắm, nhưng là hàng thật giá thật người, một người. Làm sao có thể có một đôi mắt sói con người đây, tiểu thất người có phải hay không nghĩ sai rồi, có lẽ là ta quá lo lắng, chừng nửa canh giờ, lão bản đem sở hữu thức ăn bưng ra ngoài. Chu Giai Hào bọn họ cũng nghi hoặc lên, mới vừa rồi bọn họ nhưng là không có nghe được một điểm thức ăn xào thanh âm, những thức ăn này là thế nào làm được? Cũng không muốn ăn, nhìn này một bàn lớn nóng hổi thức ăn, tiểu thất đối với mấy người nói, sau đó đứng lên, đi tới bên quầy, móc ra một sấp trăm nguyên giấy lớn. Lão bản tính tiền, lão bản cũng không ngẩng đầu, nói thẳng một con số, tiểu thất cũng không cùng hắn lý luận, rút ra 40 tấm đưa cho hắn, đi trở về mấy người bên cạnh, nhẹ giọng nói. Đi thôi, liền ăn trên xe đồ vật được, bọn họ mặc dù không biết rõ tiểu thất làm gì, nhưng vẫn là vô điều kiện tin phục, ra nhà nông vui vẻ, lên xe, Chu Giai Hào rốt cuộc mở miệng hỏi. Tiểu sư điệt ngươi tại sao không để cho chúng ta ăn, những món ăn kia đều là món ăn mặn đi, không sai, đều là món ăn mặn, một cái thức ăn cũng không có, tiểu thất gật đầu một cái. Trầm huynh, ngươi có hay không nhìn xảy ra vấn đề gì tới, không có, tiểu thất chậm rãi nói, những thứ kia gà vịt thịt cá đều là giả, thật ra thì đều là thịt người, gì đó. Thịt người, nghe nói như vậy, mấy người trợn mắt ngoác mồm, hồi lâu, giới sắc hòa thượng trầm giọng nói, bọn họ vậy mà dùng người thịt làm đồ ăn cho chúng ta ăn. Ta đi xuống một cái tát đập chết hắn, không nên gấp gáp, ta mới vừa rồi cố ý đi thanh toán, chính là muốn nghe thấy một hồi trên người hắn có hay không yêu khí, yêu tu là càng cao. Trên người yêu khí lại càng nhạt, trên người hắn yêu khí rất nhạt, nói rõ người lão bản này đúng là một cái yêu, nếu là yêu chúng ta phải đi đem hắn thu thập, tiểu thất tức giận nói. Tiểu sư thúc ngươi làm việc có thể chững chạc một chút sao, ta có nói sai, ngươi nói không sai, hắn nếu là yêu, hơn nữa dùng người thịt làm đồ ăn, như vậy thì hẳn là giết thế nhưng... Ta nói rồi, tu vi càng cao yêu, trên người yêu khí càng nhạt, ta đều là tại đến gần hắn mới nghe thấy được một điểm yêu khí, nếu như ta đoán không sai mà nói.
hắn hẳn là một cái đại yêu. Tiểu Thất chậm rãi nói, một cái lớn yêu tu là tự các ngươi ước lượng một hồi, vậy làm sao bây giờ, cũng không biết hắn đã giết bao nhiêu người. Loại chuyện này chúng ta nếu đụng phải, lại không thể bất kể đi, quản nhất định phải quản, thế nhưng được nghĩ biện pháp, một cái lớn yêu tu là chính là chúng ta cùng tiến lên. Cũng không dám nói có thể thu thập, cho nên, được nghĩ biện pháp mới được. Hứa Chính Dương gật đầu một cái, Tiểu Thất nói không sai, xác thực muốn thương lượng một chút, Trần Thần. Trước lái xe rời đi nơi này, đậu ở một cái địa phương bí mật đi, Trần Thần cho xe chạy, đi tới khoảng 100 mét, quẹo vào một cái túi đất vàng bên trong. Sau đó để cho bọn họ đem xe phía sau lương khô lấy ra đệm cái bụng, Tiểu Thất xuống xe, dán mấy tấm ẩn dấu khí phủ, đám đông khí tức ẩn nặc. Nhà nông vui vẻ chung, vốn là một mặt cười lạnh lão bản, đột nhiên ngẩn ra, ngay sau đó xoay người đi vào phòng bếp, trong phòng bếp, treo không phải heo vịt mà là bị phanh thây người. Hắn đỡ ra những thi thể này, đi vào tận cùng bên trong, đưa tay đẩy ra một cánh cửa, đi vào, đây là một gian căn phòng nhỏ, xó xỉnh nơi điểm 3 cây nến. Một người trong đó xó xỉnh gạt ra 7-8 người, nữ có nam có, nghe được tiếng cửa mở lúc đều là kinh khủng kêu lên, nhưng bọn hắn miệng bị bịt rồi, một điểm thanh âm đều không truyền ra. Ở nơi này 7-8 người phía trước nhất còn ngồi lấy một người đàn bà, nàng mặt mũi đẹp đẽ, không giống những người khác như vậy kinh hoàng, mà là an tĩnh ngồi tĩnh tọa. Nhà nông vui vẻ lão bản đi vào, giờ phút này, đầu hắn không còn là lúc trước chỗ nhìn thấy đầu người, mà là một cái đầu sói, thấy nỗi sợ hãi này một màn, trong góc người. Trong mắt lóe lên nồng đậm sợ hãi, có 2 cô bé trực tiếp bị sợ bất tỉnh, những người khác cũng không tốt gì, biết rõ phía sau là vách tường, nhưng vẫn là không ngừng lui về phía sau, lúc này. Ngồi ở phía trước nhất nữ tử mở mắt, nàng ánh mắt lạnh giá nhìn chằm chằm lang yêu biến trở về mặt người, trong mắt lóe lên yêu dị ánh sáng, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, đạo. Nếu không phải giữ lại ngươi còn hữu dụng, đã sớm đem ngươi làm thịt, nữ tử nhẹ nhàng cười một tiếng, sinh tử với ta mà nói, không có gì lớn, lang yêu cười hắc hắc, thật sao? Vậy nếu là mất đi nguyên âm thân, ngươi còn có thể nói nhẹ nhàng như vậy sao? Nghe vậy, nữ tử mặt liền biến sắc quát lên, ngươi dám, ta có gì đó không dám, ta là chó sói. Nhân loại các ngươi không lúc nào cũng nói tên háo sắc sao? Lang yêu khóe miệng hiện lên cười lạnh, hướng nữ tử đi tới, tay hắn chảo vung lên, nữ tử trước ngực quần áo trực tiếp trở nên nát bấy. Trắng nõn da thịt bại lộ ở trong không khí, nàng bây giờ chấn không ổn định rồi, một khi mất đi nguyên âm thân, nàng còn có mặt mũi nào đi gặp Nga Mi tổ sư, lang yêu cười lạnh chậm rãi đưa tay ra. Muốn vuốt ve nữ tử da thịt tựu tại lúc này, nữ tử xương quai xanh vị trí, đột nhiên xuất hiện một cái đồ án kỳ quái, đột nhiên tản mát ra một trận kim quang, bắn về phía lang yêu cặp mắt. Chó sói yêu hậu lùi lại mấy bước, nhìn chằm chằm nàng xương quai xanh vị trí hình vẽ, lạnh lùng nói, Nga Mi thiên cờ ấn, ngươi là Nga Mi đệ tử, nữ tử cúi đầu vừa nhìn. Thấy xương quai xanh vị trí hình vẽ lúc khóe mắt có lệ, nàng bây giờ rốt cuộc minh bạch nàng xuống núi thời điểm, sư phụ tại sao phải đánh nàng một chưởng hơn nữa. Nàng xuống núi không tới 3 ngày, liền nhận được Nga Mi tiêu diệt tin tức, nhớ tới coi chính mình vì bản thân ra quân phó, nàng liền không nhịn được muốn khóc. Chó sói yêu nhãn con ngươi híp lại, bàn tay vung lên, một bộ quần áo che ở nữ tử da thịt, hắn không phải lòng tốt, mà là kim quang quá mức nhức mắt, hắn rất không thích ứng. Nếu bây giờ không giết được ngươi, vậy thì giết những người khác đi, nói xong, hắn đi tới trong góc, bàn tay một chảo, đem một cái 27-28 tuổi nam tử lôi ra gian phòng này. Lưu lại người, cả người run rẩy, trong mắt tràn đầy khó mà ngôn ngữ kinh khủng. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 772, Nga Mi đệ tử lục có thể doanh, 3 lục có thể doanh coi như Nga Mi trưởng môn đệ tử, nhưng bây giờ lại luân lạc làm lang yêu trong miệng chi ăn.
Nếu như không là trong cơ thể nàng có Nga Mi Thiên Cơ ấn, khẳng định cũng mất đi nguyên âm thân, để cho nàng thống khổ đều không phải là những thứ này, mà là nhìn Lang Yêu giết người. Nàng lại lực lượng không đủ, 5 ngày trước nàng một thân một mình đi tới nơi này, muốn đi đến Côn Lôn Sơn, nhưng mà khi đi ngang qua một cái bãi đá vụn thời điểm. Nhìn đến một cái Lang Yêu tại ăn thịt người, nàng giận dữ, xông lên cùng Lang Yêu đại chiến, nàng không nghĩ đến chó sói yêu tu là không thấp, nàng phí hết chút ít khí lực mới đưa Lang Yêu đánh bại. Lang Yêu thấy chính mình đại bại, liền muốn chạy trốn, Lục Có Thể Doanh tự nhiên không nghĩ để cho Lang Yêu được như ý, muốn đuổi kịp đi, có thể nàng quay đầu nhìn kia còn sống hai nữ một nam. Cuối cùng vẫn buông tha đuổi giết Lang Yêu, chó sói yêu tướng xe hủy diệt, ở nơi này vài chục cây em cũng không có người địa phương, bọn họ tự nhiên muốn tìm một cái đặt chân địa phương. Lục Có Thể Doanh tại 3 người chung quanh bày kết giới, đi tìm có thể an thân địa phương, sau đó, nàng liền phát hiện nơi này, bắt đầu nàng cũng không có đi vào kiểm tra. Mà là rất nhanh trở lại 3 người kia bên người, mang bọn hắn tới cái địa phương này, ai ngờ, nơi này mới thật sự là hổ lang chi địa, Lục Có Thể Doanh tại bước vào cái này nhà nông vui vẻ thời điểm. Đã nghe đến bị chính mình đả thương cái kia chó sói yêu khí hơi thở, nàng muốn mang theo 3 người chạy trốn, nhưng đã không còn kịp rồi. Nhà nông vui vẻ lão bản là một cái đã tu luyện ra nội đan đại yêu, Lục Có Thể Doanh căn bản không phải đối thủ của hắn, căn bản không kiên trì bao lâu, liền bị đánh bại. Sau đó nàng biết rõ trước đây bị đả thương Lang Yêu, là cái này lớn yêu hậu thay, bởi vì bị Lục Có Thể Doanh đả thương, tổn thất 400 năm đạo hạnh, yêu cầu một lần nữa tu luyện hình người. Lục Có Thể Doanh biết rõ càng ngày càng nhiều, nàng phát hiện chỉ cần là có người tới nơi này, cơ bản đều khó khăn trốn Lang Yêu độc thủ, nguyên lai, này hai cái Lang Yêu ở chỗ này mấy chục năm. Chỉ cần là tiến vào nhà nông nhạc phổ nhà thông thái, căn bản không có còn sống đi, những người đó hồn phách đều bị Lang Yêu rút ra tu luyện, mà thi thể chính là bị Lang Yêu làm thành thức ăn. Bán cho người khác, nguyên lai cùng nàng giam chung một chỗ có 20 mấy người, tại ngắn ngủi 4-5 ngày thời gian, chỉ còn lại 7-8 người, những người khác bị Lang Yêu giết mà nàng. Chỉ có thể nghe những người đó phát ra cuối cùng hét thảm một tiếng, liền trước đây không lâu, nàng nghe phía bên ngoài có nói âm thanh, muốn hét to nhắc nhở người khác. Nhưng nơi này bị Lang Yêu bày kết giới, thanh âm căn bản là không có cách truyền đi, nàng cũng không biết lúc trước những người đó có hay không gặp phải Lang Yêu độc thủ. Khoảng cách nhà nông vui vẻ khoảng 100 mét túi đất phẳng xuống, Tiểu Thất bọn họ đều an tĩnh ngồi trên xe, chờ ban đêm đến, làm như thế nào đi đối phó Lang Yêu, bọn họ đã thương lượng xong. Dạ Hắc Phong cao giết người đêm, đánh bất ngờ đi qua, đánh Lang Yêu một trở tay không kịp, cái này Lang Yêu là một cái đại yêu, không phải mặt hàng đơn giản, nếu như có thể giết chết tốt nhất. Hắn nội đan đối với Uyển Nhi tăng cao tu vi nhưng là có trọng dụng, Tiểu Thất sở dĩ để lại, cũng có này một cái nguyên nhân, nhà nông vui vẻ phòng bếp bên trong. Bị Lang Yêu đẩy ra ngoài đàn ông kia, giờ phút này đã thảm chết ở trong tay hắn, thi thể cũng bị móc sắt treo ở phòng bếp trên đỉnh, nhìn rậm rạp chằng chịt thi thể. Chó sói yêu nhãn trung né qua một vệt lạnh lùng hung quang, chó sói yêu tướng dính đầy tươi mới huyết thủ trưởng liếm sạch, sau đó đi tới bên tay trái, bàn tay tản ra ánh sáng nhàn nhạt, phút chốc. Một cái chừng một thước lỗ xuất hiện, Lang Yêu khom người chui vào, nơi này là một cái không lớn không gian, ở một cái đống cỏ lên, có một con choai choai chó sói nằm. Lang Yêu đi tới hắn bên cạnh ngồi xuống, đưa tay sờ một cái hắn đầu, lẩm bẩm nói, ngươi yên tâm đi, tu vi rất nhanh thì có thể khôi phục, sau đó, hắn lật bàn tay một cái. Bàn tay xuất hiện một cái mông lung cái lồng, bên trong tồn tại mấy đạo hư ảo thân ảnh rùng rằng, chó sói nhìn thấy màn này, lập tức gào lên một tiếng, cái miệng đem cái lồng nuốt vào. Cái lồng chung những thứ kia hư ảo thân ảnh, đều là hồn phách trong xe, Chu Giai Hào tỉnh ngủ một giấc hỏi tiểu sư điệt trời tối không có, mặt trời đã lặn. Qua không được bao lâu thiên liền hoàn toàn đen xuống rồi, nghe vậy, Chu Giai Hào ngáp nói, ta đây ngủ tiếp một hồi.
hành động thời điểm đánh thức ta, biết rõ, đại khái tại 9 giờ tối nhiều chung, tiểu thất đánh thức tất cả mọi người, để cho bọn họ chậm mấy phút sau, giao phó đạo toàn bộ che giấu khí tức. Không nên bị lang yêu phát hiện. Khí tức che giấu xong, đoàn người xuống xe, một trận cuồng phong thổi qua, thân thể không khỏi run run, tiểu thất, Trần Thần, Chu Giai Hào còn có Mã Tiểu Tiểu theo chính diện đánh vào. Trầm Quân giật bọn họ từ phía sau đánh bọc, làm như thế, cũng là vì phòng ngừa lang yêu chạy trốn, dù sao nhà nông vui vẻ cũng không tính lớn, một phương đánh. Một phe khác nửa phút là có thể chạy tới, đi tới cửa chính, tiểu thất hướng Mã Tiểu Tiểu gật đầu một cái, nàng xuất ra trấn ma lệnh hướng về phía nhà nông vui vẻ đập tới, ầm vang. Nhà nông vui vẻ đại môn cùng tường rào, trực tiếp bị đập nát mà đi, lang yêu lắc mình xuất hiện, hắn cặp mắt lóe lên yêu dị ánh sáng, thanh âm lạnh giá, là các ngươi, chính là chúng ta. Có phải hay không cảm giác thật bất ngờ? Không có chút nào ngoài ý muốn, ta đã sớm biết các ngươi là huyền môn người, vốn cho là các ngươi sẽ rời đi luôn, không thể tưởng vậy mà dám ở lại, ha ha. Thật là trời cũng giúp ta, tiểu thất hờ hững nói, lão thiên sẽ không giúp ngươi, lang yêu xem thường nói, các ngươi còn có thể giết ta, ngươi nói sao, tiểu thất chậm rãi nói. Một cái tu luyện ra nội đan đại yêu ta nhưng là rất dám hứng thú, nếu như ngươi thật tốt tu luyện ta có lẽ sẽ không đối với ngươi như vậy, có thể ngươi tự tìm chết, lang yêu phách lối cười một tiếng, ngươi nếu là có nắm chặt xuất thủ, còn có thể cùng ta nói nhảm sao, tiểu thất cười không nói, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đột nhiên, lang yêu phục hồi lại tinh thần, hắn kêu lên một tiếng, ngươi là đang kéo dài thời gian, chúc mừng ngươi đáp đúng, khen thưởng chính là giao ra ngươi nội đan, âm vang một tiếng. Long tuyền ra khỏi vỏ, tiểu thất đi lên nhịp bước xuất hiện ở lang yêu bên người, mỗi một kiếm đều đả kích lang yêu bộ vị yếu hại, bất quá, đại yêu quả nhiên lợi hại. Tiểu thất công kích như vậy bên dưới, chỉ là cuốn lấy hắn, cũng không thương tổn đến hắn, lang yêu sắc bén móng tay mang theo hàn quang gào thét tới, tiểu thất bước chân hơi lui. Một kiếm vung chém mà đi, lang yêu ỉ vào chính mình da dày thịt béo, đem long tuyền kiếm nắm trong tay, cứ việc long tuyền kiếm sẽ đối với hắn tạo thành nhất định tổn thương, thấy màn này. Tiểu thất cười lạnh một tiếng, móc ra đả thần tiên tàn nhẫn quất vào chó sói yêu hậu lưng, lang yêu gào lên một tiếng, lỏng ra long tuyền kiếm. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm phát ra kim quang đả thần tiên, phút chốc kinh thanh la lên, Khương gia đả thần tiên tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Chẳng lẽ ngươi là Khương Tử Nha hậu nhân, Chu Giai Hào đã sớm chờ đến không nhịn được, nắm chấn ma quyết liền nhào tới, lang yêu chính nhìn chằm chằm đả thần tiên. Có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, gấp vội vươn tay ra chảo ngăn cản, Chu Giai Hào quát lạnh một tiếng, đoạt hồn chỉ, ngón tay chống đỡ lấy lang yêu móng tay, lang yêu mạnh mẽ phát lực. Chu Giai Hào trực tiếp bay rớt ra ngoài, lang yêu ánh mắt quét qua bốn người, cuối cùng dừng lại ở trên người tiểu thất, cười lạnh một tiếng, trong các ngươi, ngươi thực lực mạnh nhất. Nhưng còn không giết được ta, Chu Giai Hào một mặt cười lạnh, nhìn chằm chằm lang yêu nói, ngu si, người nghĩ rằng ta Long Hổ Sơn trấn ma quyết chỉ đơn giản như vậy. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 773, Nga Mi đệ tử lục có thể doanh bốn đoạt hồn chỉ trấn ma quyết trung cao thâm pháp thuật nếu như tu vi cùng Chu Giai Hào tương đương yêu ma quỷ quái. Bị đoạt hồn chỉ đánh chúng, không chết cũng phải trọng thương, lang yêu mặc dù là đại yêu, nhưng giống nhau không dễ chịu, một cổ cường đại lực lượng ở trong người phiên giang đảo hải. Hắn không thể không phân thần áp chế, phân thần, chính là cho tiểu thất cơ hội, đả thần tiên tàn nhẫn quất vào lang yêu trên ót, đánh hắn hoa mắt choáng váng đầu. Chu ma lệnh, long tuyền kiếm phong mang tất lộ, xuyên thủng lang yêu thân thể, hắn lớn tiếng kêu gào, ở nơi này trốn không người, nghe cũng âm trầm kinh khủng, tiểu thất nhảy cỡn lên.
Đả thần tiên quăng ra ngoài, Lăng Yêu buông tha áp chế trong cơ thể cuồn cuộn lực lượng, bàn tay vừa nhấc cùng đả thần tiên tới một lần kịch liệt tiếp xúc thân mật. Lăng Yêu lảo đảo lui về phía sau, Tiểu Thất rơi trên mặt đất cười lạnh nói, đại yêu cũng bất quá như vậy thôi, không có đối phó trước hắn, Tiểu Thất còn có chút bận tâm không thu thập được. Nhưng đánh trong chốc lát đi xuống, phát hiện này Lăng Yêu mặc dù cũng là đại yêu, nhưng còn xa không có đạt tới Bạch Tố Trinh Tiểu Thanh loại trình độ đó. Có thể là trò sói yêu kiếm tẩu thiên phong, dùng đầu cơ trục lợi phương pháp tăng cao tu vi, trên mặt nổi tu vi không thấp, nhưng chân thực sức chiến đấu cũng không sao, nhiệt xúc. Nạp mạng đi tựu tại lúc này, một tiếng quát nhẹ vang lên, một bóng người xinh đẹp chạy thẳng tới Lăng Yêu mà đi, thấy người tới, Chu Giai Hảo ánh mắt sáng lên, thật có khí chất nữ tử. Nhất định là tinh khiết thiên nhiên mỹ nữ, nghĩ tới đây, hắn nghiêng đầu nhìn Mã Tiểu Tiểu liếc mắt, lẩm bẩm nói, so với Hung bà nương xinh đẹp hơn, người đàn bà này. Dĩ nhiên là Nga Mi đệ tử Lục có thể doanh, trong tay nàng kiếm, là Trầm Quân Giật ba cái từ phía sau âm thầm vào nhà nông vui vẻ, phát hiện có kết giới. Nhưng mà phá vỡ kết giới đi vào vừa nhìn, bên trong vậy mà giam giữ nhiều người, càng làm cho bọn họ sinh khí là phòng bếp kia treo từng cỗ thi thể, Tiểu Thất lông mày nhướn lên, đạo. Nàng là người nào, nàng nói mình là Nga Mi đệ tử, chúng ta cũng không xác định, dù sao cũng theo trong nông gia nhạc mặt cứu ra, đúng rồi, bên trong còn có mấy người, bất quá. Thần kinh hoặc nhiều hoặc ít đều có vấn đề, chờ một chút ngươi đi nhìn một chút, giới sắc hòa thượng đạo, được, trước tiên đem cái này đại yêu thu thập hết, nói xong lời này. Tiểu Thất mới phát hiện giới sắc hòa thượng trong tay còn cầm một cái chó sói, cảm giác Tiểu Thất ánh mắt, giới sắc hòa thượng giơ giơ lên tay, Tiểu Thất, chúng ta lợi hại, lợi hại. Cái này chó sói là nơi nào tới, giới sắc hòa thượng cười một tiếng, ở bên trong phát hiện, có mấy trăm năm tu vi, bất quá, loại tu vi này yêu còn chưa đủ ba người chúng ta bữa ăn ngon. Sau đó hắn muốn cắn ta, ta liền một thiên trượng đưa hắn về nhà, Tiểu Thất sờ lên cằm suy nghĩ một chút, đối với giới sắc hòa thượng nói, hòa thượng. Cầm trong tay chó sói ném cho đại yêu, được rồi, giới sắc hòa thượng hất một cái, thây sói thể không lệch không rời rơi vào đại yêu bên cạnh, hắn cúi đầu vừa nhìn, cặp mắt đỏ bừng. Bàng bạc yêu lực bạo phát ra, đem Lục có thể doanh đánh bay ra ngoài, thấy vậy, Chu Giai Hào vui mừng, cơ hội tới, hắn xông ra ngoài, đem Lục có thể doanh tiếp lấy. Quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ, Lục có thể doanh tiếp xúc được Chu Giai Hào lửa nóng ánh mắt, khuôn mặt đỏ lên, vội vàng tránh thoát hắn ôm ấp nhỏ giọng nói, đa tạ cứu giúp Tiểu Thất. Trầm Quân Giật còn có giới sắc hòa thượng, ba người thành hợp vây thế, đem Lăng Yêu vây ở chính giữa, giới sắc hòa thượng đạo Tiểu Thất không đúng rồi. Khí thế của hắn thế nào càng ngày càng mạnh, Tiểu Thất chậm rãi nói, ngươi lúc trước giết chết chó sói đoán chừng là hắn nhãi con, sau đó hắn tức giận, con bà nó, Tiểu Thất. Ngươi âm ta, không có a, Tiểu Thất một bộ vẻ mặt vô tội, trong lòng cười trộm, lại gài bẫy hòa thượng một cái, Lăng Yêu nghe nói như vậy. Sát ý lóe lên cặp mắt nhìn chằm chằm giới sắc hòa thượng không khỏi lạnh run, không đúng, Tiểu Thất, hắn vẫn giao cho các ngươi đối phó, nói xong. Giới sắc hòa thượng trực tiếp chạy ra, Tiểu Thất gân giọng hô, hòa thượng, ngươi đừng đi nha, mới vừa rồi một thiên trượng đánh chết một cái chó sói, mấy người chúng ta không thấy. Ngươi lại biểu diễn một lần, giới sắc hòa thượng tránh sau lưng Hứa Chính Dương, mắng, Tiểu Thất, ta sẽ tính sổ với ngươi, Lăng Yêu đỏ bừng cặp mắt. Hung tợn quét qua Tiểu Thất cùng Trầm Quân Giật, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, cũng có thể cảm giác được bị một cổ cường liệt sát cơ phong tỏa, dù vậy, vẫn bình thản ung dung. Lăng Yêu lòng bàn chân đạp một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiểu Thất bên cạnh, khí thế mười phần một quyền đánh vào Tiểu Thất ngực. Tiểu Thất lảo đảo lui về phía sau mấy bước, phủi một cái quần áo, đạo khí lực không nhỏ nha, ta muốn giết các ngươi, chặt chặt, giết chúng ta, không phải ta xem thường ngươi.
Ngươi không làm được, Lang Yêu bị kích thích điên cuồng kêu gào, lòng rối như tơ vò, Tiểu Thất nhíu lông mày, Trầm Quân giật gật đầu, lật bàn tay một cái, một thanh đoản kiếm xuất hiện. Hắn một cái bước dài giết tới Lang Yêu sau lưng, đoản kiếm đi vào Lang Yêu bên hông, chó sói yêu khí hơi thở mặc dù tăng vọt nhưng đã rối loạn phương tắc. Hắn hoàn toàn quên mất sau lưng Trầm Quân Giật, ánh mắt một mực khóa chặt kích thích chính mình Tiểu Thất, Trầm Quân Giật thuận lợi, Tiểu Thất tự nhiên không cam lòng rơi ở phía sau. Đả thần tiên đánh gãy hắn cánh tay, Lục có thể doanh nhìn thấy Tiểu Thất cùng Trầm Quân Giật đem Lang Yêu đánh cho tan tác, trong lòng rất là nghi ngờ. Nghiêng đầu hỏi, các ngươi là ai? Chu Giai Hào vội vàng trả lời, ta là Long Hổ Sơn đại đệ tử, kêu Chu Giai Hào, không biết ngươi phương danh. Nga Mi đệ tử Lục có thể doanh, Lục có thể doanh, người cũng như tên nha, tên rất đẹp, người càng đẹp hơn, giới sắc hòa thượng cùng Hứa Chính Dương khinh bỉ nhìn Chu Giai Hào. Tiểu Thất bọn họ đang cùng Lang Yêu đánh nhau kịch liệt, hắn ngược lại tốt, vậy mà tại bên cạnh ngâm Nga Mi đệ tử, khinh bỉ, nghiêm nghị, khinh bỉ hắn, Lục có thể doanh chỉ vòng chiến đạo. Hai người bọn họ là ai, một là Thanh Thành kiếm phái đệ tử, một cái khác là ta sư chất, Long Hổ Sơn, không phải, hắn là Mao Sơn trưởng môn, ta cho người biết. Ta sư chất mặc dù tu vi cao cường, nhưng người rất vô lại, cả ngày hoa ngôn xảo ngữ lừa dối tiểu cô nương, ta cho người biết. Người được cách hắn xa một chút, Chu Giai Hào vì lấy được Lục có thể doanh hảo cảm, đã bắt đầu nói bậy, hắn là Mao Sơn trưởng môn, làm sao sẽ vô lại ai? Sư môn bất hạnh, giới sắc hòa thượng cùng Hứa Chính Dương nghe được hắn mà nói, đã cười ra tiếng rồi, Hứa Chính Dương nhẹ giọng nói, hắn thật không biết xấu hổ, thật không biết xấu hổ. Giới sắc hòa thượng đạo, Hứa huynh, ngươi nói hắn sẽ nói thế nào chúng ta nói xấu, Hứa Chính Dương cười nói, ta còn không biết, bất quá ngươi. Phỏng chừng nói ngươi là cái phá giới hòa thượng, còn đi qua lớn chăm sóc sức khỏe, ngươi thấy hòa thượng kia không có, hắn chính là một cái phá giới hòa thượng. Bình thường đi các đại thành thị đường dành cho người đi bộ, Hứa Chính Dương cười to hai tiếng, vỗ một cái giới sắc hòa thượng bả vai, hòa thượng. Ta không có đoán sai đi, giới sắc hòa thượng sậm mặt lại, khó chịu trợn mắt nhìn Chu Giai Hào liếc mắt, Chu Giai Hào không thèm để ý chút nào hắn ánh mắt nói tiếp. Hòa thượng bên người cái kia là một cái hái hoa tặc, sau đó bị ta đụng phải, ta khuyên đạo hắn lạc đường biết quay lại, hắn vẫn cùng bên người chúng ta, Hứa huynh. Không nghĩ đến ngươi là hái hoa tặc nha, Hứa Chính Dương thở dài, thật tốt một cái thanh khiết thiếu nữ, sẽ bị Chu Giai Hào cho họa họa, tạo nghiệt nha, đang khi nói chuyện. Chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc, Lang Yêu đầu tiên là bị Chu Giai Hào đoạt hồn chỉ đả thương, sau đó lại vừa là Long Tuyền kiếm cùng đả thần tiên, vốn là bị thương không nhẹ. Tuy nói bộc phát tu vi, nhưng cũng là nỏ mạnh hết đà, xa cơ lỡ vận. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 774, gà Tây đạo nhân một Trầm Quân Giật sử dụng ra một chiêu tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp, trong giây lát đó đem Lang Yêu mặt khác một cái cánh tay chém xuống trên mặt đất. Mất đi cánh tay, Lang Yêu cơ bản đã vô lực ngăn trở Tiểu Thất lòng bàn chân đạp một cái, Long Tuyền kiếm hàn quang chợt lóe, chém ở Lang Yêu trên cổ, một trận kim thiết tiếng vang lên. Mặc dù một kiếm này không có thể chém xuống Lang Yêu đầu, nhưng hắn đã hét thảm lên, Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, đạo ra còn rất dày, bất quá. Ta xem ngươi có thể chịu đựng mấy kiếm, nói xong, phát động như gió bão mưa rào thế công, đánh Lang Yêu tiếng kêu rên liên hồi, giới sắc hòa thượng sờ một cái chính mình đầu chọc chậm rãi nói. Ngươi nói Tiểu Thất có phải hay không quá tàn nhẫn, Hứa Chính Dương ngẩn ra, tại sao nói như vậy, ngươi xem hắn, vốn là có thể trực tiếp làm thịt Lang Yêu. Nhưng hết lần này tới lần khác từ từ hành hạ hắn, này chẳng lẽ không đúng tàn nhẫn sao, này đổi lại là ta, một thiên trượng liền kết quả hắn, nghe xong, Hứa Chính Dương đảo cặp mắt trắng dã đạo. Hòa thượng, ngươi thật có lòng từ bi, đó là tự nhiên, ngươi nghĩ rằng ta khen ngươi đây, Hứa Chính Dương đạo, đây là một cái đại yêu toàn thân da thịt đã bị rèn luyện được cực kỳ bền chắc.
mặc dù Long Tuyền bảo kiếm, muốn chém chết Lang Yêu, cũng phải tốn nhiều sức lực, chúng ta đánh cuộc, ta muốn là một thiền trượng gõ chết Lang Yêu, ngươi lương khô liền cho ta ăn, được. Bất quá nếu là gõ không chết, ngươi lương khô cũng cho ta, giới sắc hòa thượng suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, ngay sau đó, hắn thiền trượng hướng trên đất đâm một cái. Đọc trong miệng kinh Phật, hai tay thật nhanh kết ấn pháp, một cái vàng óng ánh, vạn chữ xuất hiện, giới sắc hòa thượng đem, vạn chữ nhấn ở kình thiên thiền trượng bên trên. Sau đó hai chân đạp một cái, mạnh mẽ xông ra ngoài, tiểu thất mau tránh ra, tiểu thất thân hình chợt lóe, giới sắc hòa thượng hai tay nắm chặt kình thiên thiền trượng. Tàn nhẫn nện ở Lang Yêu trên đầu, lực lượng cường đại đưa hắn cánh tay mình đều chấn động tê dại, lảo đảo lui về phía sau hai bước, dùng thiền trượng chống nổi mặt đất mới đứng vững thân hình. Lang Yêu cặp mắt oán hận nhìn chằm chằm giới sắc hòa thượng, trong thất khiếu máu tươi chảy ra, lảo đảo muốn ngã, phút chốc, vẫn là ngã trên đất, thấy vậy. Giới sắc hòa thượng đi lên dùng kình thiên thiền trượng đâm Lang Yêu hai cái, ngay sau đó quay đầu hô, hứa huynh, hắn đã bị ta một thiền trượng đập chết, nhớ nói chuyện lúc trước. Người lương khô là ta rồi, tiểu thất hướng trầm quân giật nháy mắt, hắn cười đều một tiếng, đem Lang Yêu dựng tại giới sắc hòa thượng phía sau, hứa chính dương nhịn được không cười. Chỉ giới sắc hòa thượng phía sau, đạo, hòa thượng, Lang Yêu còn chưa có chết, thế nào, khe nằm, thật không có chết, giới sắc hòa thượng quay đầu nhìn lại. Thấy Lang Yêu đứng sau lưng tự mình, sợ đến nhảy ra ba bước xa, hồi lâu, hắn phát hiện là Trầm Quân Giật đùa dai, khó chịu nói, Trầm huynh. Người học xấu, Trầm Quân Giật xem thường nhún vai một cái, tiểu thất đi tới Lang Yêu bên cạnh, bàn tay nhấn tại hắn nơi ngực, dùng sức một chưởng vỗ lại đi, đánh nát Lang Yêu tim. Hắn rên lên một tiếng, cuồng phún một ngụm máu tươi, giới sắc hòa thượng mặt lộ vẻ cổ quái, Lang Yêu quả thật không có chết, tiểu thất từ tốn nói, hòa thượng. Uổng ngươi chính là vô vọng đại sư học trò giỏi, đây là một cái đại yêu, muốn hoàn toàn giết chết đại yêu, có hai cái phương pháp, một cái chính là lấy ra hắn nội đan. Một cái khác chính là xóa bỏ yêu linh, tiếng nói vừa dứt tiểu thất nắm chỉ quyết đánh vào Lang Yêu trên người, phút chốc, trong tay cầm lấy một cái choai choai hư ảo chó sói. Thỉnh thoảng giãy giụa một hồi lấy ra chó sói yêu yêu linh, tiểu thất vỗ một cái túi vải, bảo bảo chui ra cái đầu, tiểu tử nhảy đến tiểu thất bả vai, nghi hoặc vấn đạo, ca ca. Người tìm bảo bảo làm gì, tiểu thất sờ một cái tiểu tử cầm trong tay yêu linh đưa cho bảo bảo, đạo, bảo bảo, đưa cái này ăn, đây là cái gì, tiểu tử ngoẹo đầu hiếu kỳ hỏi. Đây là một cái chó sói, ăn hắn bảo bảo sẽ trở nên lợi hại hơn, nghe nói như vậy, tiểu tử ánh mắt sáng lên, thật sao, ca ca sẽ không lừa gạt bảo bảo. Mau ăn, ân ân, bảo bảo đưa ra hai cái tay nhỏ, nhận lấy tiểu thất trong tay yêu linh, chu cái miệng nhỏ, đem chó sói yêu yêu linh hút vào, phút chốc. Tiểu tử cả người tản ra một cỗ ánh sáng nhàn nhạt, con mắt khép hờ, một bộ buồn ngủ bộ dáng, đem bảo bảo bỏ vào túi vải, sau đó lấy ra Lang Yêu nội đan bị lấy ra. Lang Yêu hiện ra nguyên hình, quả nhiên, Lang Yêu nội đan màu sắc bình thường nói rõ cái này lớn yêu tu luyện không phải từng bước đến, mà là đầu cơ trục lợi, dù vậy. Cái này nội đan cũng đủ uyển nhi tăng lên một ít tu vi. Tựu tại lúc này, tại chỗ nổi lên một trận cuồng phong, thổi bụi đất tung bay, tiểu thất không thể không cần tay ngăn ở trước mắt, trong lúc bất chợt, một tiếng gà gáy tiếng vang lên. Tiểu thất chỉ cảm thấy bàn tay buông lỏng một chút, trong tay Lang Yêu nội đan không thấy, toàn thân linh lực bạo phát ra, đem quanh thân phạm vi mấy mét tung bay bụi đất gắng gượng đè lên mặt đất. Dương mắt nhìn lên, một đạo quỷ dị thân ảnh đang ở chạy trốn, muốn chạy, ngươi hỏi qua ta sao, đi lên thất tinh bộ xuất hiện ở quỷ dị thân ảnh đằng trước, ngăn lại hắn đi đường. Bị ngươi phát hiện, tiểu thất nhướng mày một cái, trước mắt này chắc cũng là một cái yêu, bất quá cái này yêu rất kỳ quái nha, dài một cái màu gà đầu, đỏ bừng cả khuôn mặt. Trên lưng còn có một đôi cùng hình thể rất không tương xứng cánh, cánh cùng gà trống rất giống, hơn nữa. Hắn cặp mắt cũng đặc biệt là mắt gà trọi, chẳng lẽ đây là một con gà yêu?
Tiểu Thất ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn, đạo, ngươi là nơi nào đến tiểu yêu, lại dám tới cướp ta được đến nội đan, sau lưng của hắn tiểu quạt cánh phiến, có lý chẳng sợ nói. Ta là Côn Lôn Sơn Gà Tây đạo nhân, nơi này đều là ta phạm vi hoạt động, ta đã để mắt tới cái này lang yêu hơn nửa năm rồi. Dựa vào cái gì các ngươi thứ nhất là đem hắn thu thập? Tiểu Thất nhướng mày một cái, Côn Lôn Sơn Gà Tây đạo nhân, ngươi là một con gà, ngươi mới là một con gà, ta là Gà Tây đạo nhân. Côn Lôn Sơn Gà Tây đạo nhân, Gà Tây đạo nhân tức đến nổ phổi hét, Gà Tây cũng là một con gà nha. Tiểu Thất từ tốn nói, đem nội đan giao ra đi, bằng không ta liền đem ngươi toàn thân lông gà nhổ ra, sau đó tại chỗ đem ngươi nướng, dù sao chúng ta chính đói bụng ngươi, ngươi vậy mà muốn đem ta nướng tới ăn. Ngươi biết ta là ai không? Gà Tây đạo nhân một bộ không tưởng tượng nổi biểu tình, biết rõ nha, Côn Lôn Sơn Gà Tây đạo nhân mà ta cũng không với ngươi nói nhảm, cho ngươi hai cái lựa chọn. Một là giao ra nội đan, để cho ta lột sạch lông gà, thả ngươi đi, hai mà chúng ta động thủ cướp nội đan, sau đó đem ngươi nướng tới ăn. Gà Tây đạo nhân nhìn bao vây trầm quân giật mấy người. Có chút không biết làm sao, Tiểu Thất sớm liền nhìn ra Gà Tây đạo nhân tu vi, cũng liền 1000 khoảng 500 năm, chỉ có thể coi là một cái có chút tu vi yêu, cùng lang yêu so với kém xa. Hắn phỏng chừng cũng muốn nội đan tăng cao tu vi, sau đó sẽ tới đục nước béo cò. Gà Tây đạo nhân sắc mặt không ngừng biến ảo, trong lúc bất chợt. Hắn đem nội đan hướng giữa không trung ném một cái, liền muốn chạy trốn. Hòa thượng, ngươi tiếp lấy nội đan, Tiểu Thất giao phó một câu, sau đó tung người một cái. Một cước đem hỏa gà đạo nhân từ giữa không trung đạp phải dưới đất, sau đó cưỡi đến Gà Tây đạo nhân phía sau, điên cuồng rút ra hắn lông gà, Gà Tây đạo nhân than vãn kêu thảm thiết. Thương tâm chảy ra nước mắt, giới sắc hòa thượng nắm nội đan, nhìn Gà Tây đạo nhân liếm môi một cái, đạo Tiểu Thất ta đem lương khô bại bởi hứa huynh rồi, lần này chưa ăn. Phải đem ngươi đem Gà Tây đạo nhân nhường cho ta, để cho ta cũng lái một chút huân. Gà Tây đạo nhân nghe lời này một cái, sắc mặt kịch biến, ngươi nhưng là hòa thượng. Làm sao có thể ăn huân, ta thịt không thể ăn.